Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 137. Thôn dân nghe cao đại lão hiệu lệnh, tất cả cùng nhau bao vây ba người Hạ Thiên, nhất là những thôn dân đã được thi châm, tâm trạng càng thêm kích động, sợ người chết kế tiếp sẽ là mình. Ngươi đã làm gì bọn họ? Cao đại lão từ đài cao nhảy xuống, vọt đến trước mặt Hạ Thiên, giận dữ hét lên, ai phái ngươi đến giết chúng ta? Hạ Thiên bất mãn nói, ta đã chữa khỏi bệnh cho tên ngu ngốc kia. Còn vì sao hắn ta chết, cái này không nên hỏi ta mà nên hỏi chính các ngươi. Ngươi còn muốn thoái thác trách nhiệm, cao đại lão quát to, đây là người khỏe mạnh cường tráng có tiếng trong thôn chúng ta. Cho dù hắn ta bị chứng bệnh điên hành hạ hơn 20 năm, nhưng dù sao hắn ta cũng không có vấn đề gì. Kết quả để ngươi trị xong, hắn ta thổ huyết mà chết. Nếu không phải ngươi làm thì ai làm? Nếu ngươi không tin, vậy thì chờ đi. Hạ Thiên cũng lười giải thích. Cao đại lão và thôn dân hiển nhiên nhận định Hạ Thiên đã chấp nhận. Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ làm sao để xử lý ba người Hạ Thiên, lại có người kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Người này chưa được thi châm, cho nên sự việc vừa rồi không trách được Hạ Thiên. Không bao lâu sau, lại có người miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Những người này đều là những người chưa được chữa trị. Thạch Thuần đã nhìn ra được mánh khóe, nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, tỷ phu, không phải ngươi đang trả thù bọn họ chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, đám ngớ ngẩn này có tư cách gì để ta trả thù? Nói cũng đúng, vậy tại sao bọn họ lại bị như thế? Thạch Thuần nghe Hạ Thiên trả lời xong, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Quả thực có gì đó không ổn, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy tình huống hơi quỷ dị. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác ngột ngạt khó hiểu, khiến nàng cũng muốn thổ huyết. Bất chợt, một luồng khí mát lạnh tràn vào cơ thể nàng, lập tức xoa dịu cảm giác ngột ngạt, cả người chấn động theo. Nhìn lại, quả nhiên Hạ Thiên đang ôm eo của nàng. Thạch Thuần vẫn còn tốt, khi nàng 8-9 tuổi, nàng đã được Hạ Thiên tẩy tủy. Cho nên, tu vi của nàng còn cao hơn Ninh Nhụy Nhụy, cũng thuộc hàng tu tiên giả thâm niên. Người thổ huyết ngã xuống đất càng lúc càng nhiều. Trong số những người đã được Hạ Thiên thi châm cũng chỉ có hai người mà thôi, nhiều hơn nữa là những người từ chối trị liệu. Chưa được mấy phút, những người hoài nghi y thuật của Hạ Thiên lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin Hạ Thiên cứu lấy bọn họ. Hạ Thiên không thèm để ý đến. Vừa rồi, chính bọn họ từ chối trị liệu, cũng chẳng ai ép buộc. Bây giờ, bọn họ tự làm tự chịu, cũng chẳng trách được ai. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cao đại lão cũng dần dần hiểu ra việc này không liên quan đến Hạ Thiên, nhưng ông thật sự không nghĩ đến rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho phần lớn các thôn dân thổ huyết thương vong như thế. Vừa dứt lời, cao đại lão bỗng dưng che ngực, ông cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề như Thái Sơn đang đè xuống ông ta hoàn toàn không cách nào chống lại. Sau đó, ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Dù sao ông ta cũng tu hành lâu năm, mặc dù thổ huyết nhưng không tổn thương đến tâm nạch, thương thế nhẹ hơn những người khác rất nhiều. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy khó chịu khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng quay sang hỏi Hạ Thiên, người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự không rõ lắm. Hạ Thiên nhìn cái đất to lớn cách đó không xa, ta thấy một luồng linh áp khổng lồ từ dưới đất truyền lên. Ninh Nhụy Nhụy ngẩn ra, lòng đất. Đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu, chính xác mà nói, nó là linh mạch dưới lòng đất. Nơi này là Trung Nam Sơn, là nơi linh khí hội tụ. Bên dưới lòng đất nhất định có linh mạch tồn tại, vì thế, rất nhiều người gọi là ẩn sĩ mới đến đây tị thế ẩn cư. Hiện tại, rất có thể linh mạch dưới lòng đất đã xảy ra vấn đề. Ngươi lại nói hưu nói vượn gì thế? Cao lão đại cố nén thương thế, chậm rãi đứng lên quát lớn với Hạ Thiên. Ngươi còn dám ở đây yêu môn hoặc chúng. Linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn là mạch chân long vạn năm, làm sao xảy ra chuyện được chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, hơi khinh bỉ, có xảy ra chuyện hay không, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Lời này của ngươi là có ý gì? Cao đại lão biến sắc, chỉ vào Hạ Thiên mắng to, ngươi tốt nhất nên giải thích cho rõ ràng. Nếu không, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Buồn cười. Hạ Thiên hoàn toàn chẳng có hứng thú đối với loại người không có thực lực lại thích mạnh miệng, ngay cả việc xử lý loại người như thế hắn cũng xem như lãng phí thể lực.
Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy trong lời nói của Hạ Thiên có chuyện, liền hỏi, ngươi nhìn ra được cái gì sao? Tiểu muội chân dài, thật ra chuyện này chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể biết ngay. Hạ Thiên cười hì hì, nhưng cô quá ngốc, nghĩ không ra cũng là chuyện bình thường. Ngươi mới là ngốc, mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Ninh Nhụy Nhụy thúc giục, nếu có biện pháp gì có thể giải quyết, ngươi hãy mau nói ra. Nếu cứ để như vậy mãi, khẳng định là không được. Thật ra, cái này chẳng có gì để nói. Hạ Thiên ngáp một cái, linh mạch dưới lòng đất chính là nơi quan trọng của khí hậu hưng suy. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó có thể cam đoan vạn năm trường tồn, sinh sôi không ngừng. Nói đến đây, Hạ Thiên chỉ vào Cao Đại Lão, nhưng nếu có người trực tiếp làm ô nhiễm linh mạch dưới lòng đất, vậy thì khó nói rồi. Ninh Nhụy Nhụy giật mình, lập tức hiểu ra, ý của ngươi là, bọn họ đã tự tiện khai thác linh mạch. Nơi này là Trung Nam Sơn, Thạch Thuần hơi cảm thấy lạ, lẽ ra, linh mạch dưới lòng đất phải thuộc về cung Trùng Dương, bọn họ có tư cách khai thác sao? Hạ Thiên nhếch miệng, ai cũng không có tư cách, cũng không có năng lực. Cho nên, đám người này chỉ thuần túy làm loạn, bây giờ bọn họ chính là gieo gió gặt bão. Nói hưu nói vượn, miệng phun đầy phân. Cao Đại Lão kích động không thôi, mặt đỏ lên chỉ vào Hạ Thiên chửi ầm, ẩn tu chúng ta có thủ oán gì với ngươi chứ, tại sao ngươi lại vu oan cho chúng ta? Ta không rảnh vu oan cho đám ngớ ngẩn các ngươi cũng chẳng có tư cách để ta vu oan. Hạ Thiên vẫn bình thản, nếu ngươi thích lừa mình dối người, vậy thì ngươi cứ chờ đi. Để xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. À, lúc này, người phụ nữ mặc vải thô đang ôm niệm tâm bỗng nhiên nhớ đến điều gì. Không khỏi la hoảng lên, cha nó còn đang ở bên dưới. Nếu thật sự linh mạch dưới lòng đất xảy ra chuyện, ông ấy chẳng phải sẽ, không được, ta phải đi cứu ông ấy. Lý Tú Thanh, người đang nói bậy bạ gì đó. Cao Đại Lão tiến lên định che miệng người phụ nữ mặc áo vải thô, cái gì linh mạch dưới lòng đất, nó không tồn tại, người đừng ăn nói lung tung. Đây đơn giản chính là một con vịt chết mà còn mạnh miệng. Ninh Nhụy Nhụy không biết sốt cuộc trong đầu Cao Đại Lão này chứ cái gì nữa. Việc đã đến nước này, ông ta còn muốn che giấu, chẳng biết nói lý gì cả. Rất nhanh, không ít phụ nữ trong thôn lấy lại tinh thần. Chồng, hoặc con trai của họ đều đang ở bên dưới, lúc này sống chết chưa biết, người nào cũng muốn chui xuống khe hở kia để cứu người thân của mình. Tất cả không được phép nhúc nhích, Cao Đại Lão rút ra một thanh bảo kiếm hàn quang lòe lòe, ngăn phía trước khe đất. Nói với những người phụ nữ đang xông đến, ai dám đến, ta một kiếm giết chết người đó. Các ngươi đừng cho rằng ta đang nói đùa. Thôn trưởng Cao, rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Người phụ nữ mặc vải thô thật sự không hiểu, năm đó, chính ngươi là người đưa ra đề nghị, chỉ cần chúng ta đào một khe hở tiếp cận linh mạch dưới lòng đất, dùng linh khí bên trong linh mạch là có thể hóa giải chứng bệnh điên của chúng ta, còn có thể giúp gia tăng tu vi. Nhưng hơn 20 năm qua, chứng bệnh điên của chúng ta chẳng những không ổn, ngược lại càng thêm ỉ vào thuốc của Mạc gia. Tuy nhiên, chúng ta đều không trách ngươi. Bây giờ linh mạch có khả năng đã xảy ra chuyện, người thân của chúng ta còn đang ở bên dưới, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản chúng ta đi cứu bọn họ? Ông ta đang gạt các ngươi đấy. Hạ Thiên cười một tiếng, chứng bệnh điên của các ngươi chẳng có liên quan gì đến linh khí cả. Ông ta chỉ lừa các ngươi giúp ông ta đả thông con đường dưới lòng đất mà thôi. Hạ Thiên nói như thế, một số thôn dân không khỏi sinh lòng hoài nghi. Hơn 20 năm qua đi, linh mạch dưới lòng đất không giúp bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Nhưng bởi vì bọn họ tin tưởng Cao Đại Lão, bọn họ mới nghe theo sự sắp xếp của ông ta, không thèm để ý đến lời cảnh cáo của cung Trùng Dương, lén lút đào một con đường thông đến linh mạch dưới lòng đất. Đầu óc các ngươi đúng là có vấn đề. Cao Đại Lão cũng không biện bạch, quát lớn với thôn dân, ta là thôn trưởng. Ta đã ở chung với các ngươi hơn 30 năm, các ngươi không tin ta lại đi tin một kẻ xa lạ. Hắn không phải người xa lạ, hắn là ân nhân đã chữa khỏi chứng bệnh điên cho chúng ta, là thần y. Người phụ nữ mặc vải thô vô cùng bình tĩnh, cũng không bị lời nói của Cao Đại Lão chuyển đi sự chú ý, ngươi là thôn trưởng, cũng đã ở chung với chúng ta hơn 30 năm. Cho nên chúng ta mới thật sự không hiểu vì sao ngươi lại ngăn không cho chúng ta đi cứu người. Cứu người nào? Cao Đại Lão nắm chặt bảo kiếm trong tay, nét mặt dần dần chuyển sang lạnh lùng, linh mạch dưới lòng đất tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề nào.
ta thấy các ngươi muốn nhân cơ hội này xuống dưới cướp đoạt linh khí. Ta khổ tâm kinh doanh hơn 30 năm, thậm chí không tiếc chúng độc Mạc gia, ta tuyệt không để cho kế hoạch của mình bị hủy trong tay các ngươi. Hạ Thiên nói, ông ta dường như không cẩn thận mà nói ra rồi. Kế hoạch, không ít thôn dân ngẩn ra, cái từ này, cho dù ý nghĩa rất rộng, nhưng bất luận nó có ý gì, tất cả đều đại diện cho việc đã sớm có dự mưu. Cao thôn trưởng, người nói kế hoạch là có ý gì? Người phụ nữ mặc vải thô cố nén sự phẫn nộ, lạnh lùng hỏi. Đằng sau bà là hàng trăm các thôn dân tràn ngập nghi hoặc. Cao đại lão biết mình lỡ lời, nhưng lời đã nói ra rồi, có muốn nuốt lại cũng không được. Ông ta quyết định nói thẳng, được, nếu các ngươi đã muốn nghe, lão tử sẽ rộng lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Nghe xong, rất nhiều người bao gồm người phụ nữ mặc vải thô đều có biểu hiện vô cùng phức tạp. Người này thật sự có vấn đề. Hơn 30 năm trước, mục đích lão tử đến Trung Nam Sơn chính là vì linh mạch dưới lòng đất. Các ngươi không nghĩ lại vì sao năm đó lão tử lại bỏ qua mấy ngàn vạn thân gia, bỏ rơi vợ con đến cái nơi rách nát này. Cao đại lão ẩn nhẫn nhiều năm, hiện tại đã có thể nói ra, tâm trạng trong nháy mắt trở nên kích động, cái gì là ẩn sĩ, cái gì là thế ngoại đào viên, lão tử muốn chính là trường sinh bất tử, một bước thành tiên. Người nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta đều phải chết. Cao đại lão tên thật là Cao Kiếm Phong, hơn 30 năm trước cũng là phú ông ước vạn hiếm thấy trong nước. Nhưng điều khiến ông ta nổi danh khắp cả nước cũng không phải của cải của ông ta hay là sự tích dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà là lời tuyên bố từ bỏ tất cả tài sản của ông ta để đến Trung Nam Sơn làm ẩn sĩ 30 năm trước. Lúc đó, khí công rất thịnh hành, nhưng một phú ông lại từ bỏ tài sản ước vạn để lên núi làm ẩn sĩ vẫn khiến cả nước chấn kinh, dẫn đến không ít đài truyền hình, phóng viên truyền thông đến Trung Nam Sơn làm phóng sự. Cũng bởi vì chuyện của ông, ẩn sĩ trên núi cũng được nổi tiếng theo. Cũng bởi vì chuyện này, ông ta có được danh vọng khá cao trong giới ẩn sĩ Trung Nam Sơn. Dù sao, chỉ vì tu hành, ngay cả tài sản hàng chục triệu cũng có thể từ bỏ. Cho nên, sau khi chứng bệnh điên xảy ra, không ít ẩn sĩ đồng ý theo ông ta trốn vào trong hoạt tử nhân mộ, còn bầu ông ta làm thôn trưởng thôn ẩn tu. Nhưng bọn họ vạn lần không nghĩ đến người này lại là một nhạc bất quần. Ông ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy là vì linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn, còn coi bọn họ là công cụ, thay ông ta đào một con đường thẳng đến linh mạch dưới lòng đất. Cao Kiếm Phong, ngươi còn biết nói tiếng người sao? Trong số thôn dân có người thật sự nhìn không được oán giận trong lòng, chỉ vào ông ta chửi ầm lên, ngươi dám lừa chúng ta 30 năm trời. Chúng còn tưởng ngươi là người dẫn đường trên con đường tu hành, bầu ngươi làm thôn trưởng. Ngươi còn là người sao? Hừ. Việc đã đến nước này, ta cũng chẳng cần che giấu nữa, ta ngả bài. Ánh mắt Cao Kiếm Phong trở nên thâm trầm, cười lạnh, linh mạch dưới lòng đất phát sinh dị động, nói rõ kế hoạch của ta sắp thành công. Đám người đang đào linh mạch dưới kia không cần nghĩ, khẳng định đã bị đánh chết. Đương nhiên, lát nữa ta sẽ xuống nhặt xác thay bọn họ. Các ngươi ở lại đây, tận mắt chứng kiến ta một bước thành tiên. Ha ha ha, xem ra, ngươi chẳng những là thằng ngu. Hơn nữa còn là một tên thiểu năng. Hạ Thiên lắc đầu chào phúng. Tên nhóc kia, ta không biết ngươi là thế lực phương nào phái đến, nhưng hôm nay, tốt nhất ngươi đừng chen vào chuyện của lão tử. Sau khi ngả bài, cả người Cao Kiếm Phong cũng vì đó mà thay đổi, trở nên âm trầm hơn so với vừa nãy, bằng không, ngươi đừng trách lão tử ra tay vô tình. Với chút thực lực đó của ngươi, ngươi dường như không có tư cách nói câu này. Thạch Thuần hơi cảm thấy buồn cười. Cao Kiếm Phong cười nhạo, ngạo nghễ nói, lão phu vì để trường sinh bất tử, khổ tâm kinh doanh hơn 30 năm, bỏ ra tài sản hàng chục triệu, các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có một người sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Không ít thôn dân nghi ngờ hỏi. Hừ, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi được mở mang tầm mắt. Cao Kiếm Phong bỗng nhiên cởi quần áo trên người xuống, lộ ra bộ quần áo bó huỳnh quang màu đen trên người, cả người như ẩn như hiện trong bóng đêm. Âm thanh vẫn vang dội như cũ, ngươi thấy chưa, thấy rõ ràng chưa, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Đây chẳng lẽ là thuật ẩn thân? Không thể nào, cho dù ông ta có thuật ẩn thân, tu vi của ông ta vẫn không đủ. Nhưng nếu không phải thuật ẩn thân, tại sao ông ta lại làm được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy cảnh tượng đó,
có người không khỏi la hoảng lên. Mặc dù các thôn dân đều là ẩn sĩ, cũng tự xưng mình là người tu hành, thật ra bọn họ chẳng có tu vi gì cả, ngay cả cánh cửa luyện khí kỳ cũng không chạm đến. Tuy nhiên, kiến thức liên quan đến tu hành của bọn họ lại rất phong phú. Tỷ phu, người này thật sự lợi hại. Thạch Thuần cũng không nhịn được mà tán thưởng một câu, quay sang nói với Hạ Thiên, người còn không có được thuật ẩn thân, ông ta lại làm được. Hạ Thiên nhếch miệng, ông ta chẳng biết quái gì về thuật ẩn thân đâu. Vừa rồi ông ta không có ẩn thân. Thế vừa nãy là như thế nào? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu. Ông ta chỉ mặc một bộ quần áo làm thay đổi tầm mắt của chúng ta mà thôi. Hạ Thiên lười biếng giải thích, nó có thể phát huy tác dụng ở những nơi ánh sáng không đủ. Nếu mang ra bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng cho vui. Đánh giám, Cao Kiếm Phong nghe xong, tức đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, năm đó, ta cũng không phải từ bỏ hết tất cả tài sản, mà là rót tiền vào một hạng mục nghiên cứu áo tàng hình của nước ngoài. Cách đây không lâu, bọn họ rốt cuộc đã nghiên cứu thành công. Ha ha ha, chuyện mà tu hành không giúp được ta, khoa học lại giúp ta thực hiện. Thạch Thuần hơi khó hiểu, vậy ngươi tiếp tục dùng khoa học nghiên cứu trường sinh bất tử không được sao? Cần chi phải phí sức đào đất tiếp cận linh mạch chứ? Cao Kiếm Phong nghe xong, không khỏi sững sờ, cảm thấy rất có lý. Bởi vì ông ta không có nhiều tiền như vậy, Hạ Thiên kịp thời cạnh khóe một câu, mấy chục triệu cũng không đủ nghiên cứu được áo tàng hình. Thứ mà ông ta mặc trên người cũng chỉ là hàng nhái, cũng không có tác dụng quá lớn. Im ngay, Cao Kiếm Phong giận sôi lên, ta không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi ở đây. Bây giờ ta còn nói nhảm với các ngươi chỉ là nể tình 30 năm sống chung, ta có lòng tốt muốn nhắc nhở các ngươi, chờ sau khi ta thành tiên xong, linh mạch trong lòng đất sẽ sụp đổ, ai không muốn chết thì chạy đi, chạy được bao xa thì chạy. Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Chúng ta tuyệt đối không để ngươi phá hỏng linh mạch dưới lòng đất. Ngươi muốn thành tiên, ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Các thôn dân vô cùng kích động vọt đến chỗ Cao Kiếm Phong. Cao Kiếm Phong nhìn thoáng qua khe đất, đánh giá lại thời gian, bỗng dưng hét lớn, ẩn vệ đâu. Tiếng quát vang lên, chỉ thấy trong bóng tối thỉnh thoảng thoáng hiện từng điểm huỳnh quang. Người mắt sắc rất nhanh nhìn thấy rõ diện mạo của những điểm huỳnh quang đó, là những người mặc áo bó huỳnh quang màu đen giống Cao Kiếm Phong. Bành, bành, bành. Thôn dân vọt đến khe đất bỗng dưng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Cao Kiếm Phong lộ diện lần nữa. Mỉm cười đắc ý, các ngươi cho rằng lão tử đơn thương độc mã thôi sao? 30 năm trước, ngoại trừ áo tàng hình, ta còn có những chuẩn bị khác nữa. Những người này xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy? Người phụ nữ mặc vải thô kinh ngạc hỏi, vì sao chúng ta lại không hề phát hiện ra? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bọn họ không phải xuất hiện từ lúc nào, mà là các ngươi sống ở đây bao lâu, bọn họ cũng sống ở đây bấy lâu. Hạ Thần Y, ta không hiểu ý của ngươi. Người phụ nữ mặc vải thô vẫn không hiểu. Hạ Thiên nhếch miệng, cảm thấy người phụ nữ này cũng ngốc quá đi. Hắn thuận miệng nói, bọn họ và các ngươi là cùng một loại người. Ta nói như vậy đủ rõ chưa? Đa số thôn dân vẫn chưa hiểu. Ý của Hạ Thúc Thúc là, những người này cũng là những người của thôn ẩn tu. Tiểu đạo cô niệm tâm trong nháy mắt đã hiểu ra, mẹ. Bọn họ có khả năng là những người đã chạy trốn khỏi thôn chúng ta từ trước. Chậc chậc chậc, Niệm Tâm, không nghĩ đến ngươi lại thông minh như vậy. Cao Kiếm Phong nhe răng cười, sảng khoái thừa nhận, không sai, hơn 20 năm trước, những ẩn sĩ được cho là chết, mất tích, trốn, thật ra đều đã bị ta mua chuộc, trở thành thuộc hạ của ta. Lần này, thôn dân ẩn tu có chút suy sụp, Cao Kiếm Phong đã tính toán bọn họ đến mức như thế, nhất thời. Không ai tiếp nhận được sự thật. Bỗng dưới đất truyền đến tiếng hét dài. Xong rồi, bên dưới đã chuẩn bị thỏa đáng. Cao Kiếm Phong mừng như điên, nói với mọi người, lão tử không ở đây lãng phí thời gian với các ngươi nữa. 30 năm khổ tâm kinh doanh, rốt cuộc cũng sắp có thành quả. Chờ ta thành tiên, ta sẽ ôn chuyện tiếp với các ngươi. Nói xong, ông ta biến mất bên trong màn đêm, một chút huỳnh quang cũng không bắt được. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng để lão tặc đó đạt được mục đích. Bên trong thôn dân có người quát lớn, một lần nữa xông lên phía trước. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa đến gần khe đất, một lần nữa đã bị ẩn vệ đá trở về. Cho ta mượn con gái ngươi dùng một lát,
Giữa không trung bỗng nhiên vang lên giọng nói của Cao Kiếm Phong. A, à, không thấy Niệm Tâm đâu cả. Người phụ nữ mặc vải thô kinh ngạc phát hiện tiểu đạo cô Niệm Tâm không có mặt trong đám người, không khỏi kêu lên sợ hãi. Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy khá quan tâm đến tiểu đạo cô Niệm Tâm, lập tức tìm kiếm tung tích cô bé. Hình như con bé nhảy xuống chỗ đó. Thạch Thuần đưa tay chỉ vào khe đất. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy tiểu đạo cô Niệm Tâm đang lơ lửng, cổ áo nhô cao, hiển nhiên là bị người ta bắt. Niệm Tâm, người phụ nữ mặc vải thô nhào đến, nhưng bị đám ẩn vệ cản lại. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần liếc nhìn nhau một cái, không chút do dự vọt qua, một chưởng vỗ trúng đám ẩn vệ, cùng nhau nhảy xuống khe đất. Bên dưới khe đất là một đường hầm khá rộng, hẳn thông đến linh mạch dưới lòng đất. Ở bên kia, Thạch Thuần trong bóng tối phát hiện được bóng của tiểu đạo cô Niệm Tâm, lập tức đuổi tới, Ninh Nhụy Nhụy cũng theo sát đằng sau. Sau khi tiến vào đường hầm, Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy có cảm giác giống như chơi trò cầu thang tuột trong công viên, nhưng thiết kế đường hầm cũng được nhân tính hóa một chút. Để tránh tốc độ tăng quá lớn, cứ cách một đoạn lại có một trang bị giảm tốc, còn có một khu vực nhỏ để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy đều là tu tiên giả. Chút tốc độ đó không tạo thành uy hiếp cho bọn họ. Cũng không biết trượt bao lâu, cả hai trượt đến điểm cuối cùng của đường hầm, là một khu vực trống trải vô cùng. Xem ra, nơi này vốn là sông ngầm dưới lòng đất, về sau được người cố ý cải tạo mới có được một bờ sông rộng rãi như thế này. Đằng trước có ánh sáng. Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta qua đó đi. Nhãn lực của Thạch Thuần rất tốt, rất nhanh đã tìm được phương hướng, bên này có mùi của Niệm Tâm. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ gật đầu, bỗng kéo lại Thạch Thuần, còn mình thì nhào về phía trước, muội cẩn thận một chút, nói không chừng gần đây có mai phục. Nhụy Nhụy tỷ, tỷ yên tâm đi, mai phục cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì cho chúng ta đâu. Thạch Thuần cười hì hì, tâm trạng ngược lại cao hứng, hơn nữa còn không có tỷ phu lật tẩy. Muội nói Hạ Thiên, hắn không có xuống. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng đáp. Thạch Thuần ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên đằng sau không có một ai, không phải chứ? Tỷ phu ngu ngốc đến vậy sao? Hay là hắn cảm thấy hai chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, cho nên mới không đi theo? Ninh Nhụy Nhụy nói, đừng đoán mò nữa. Khi hắn cần xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện. Hừ, hắn sẽ không xuất hiện đâu. Một giọng nói chợt xa chợt gần vang lên giữa không trung, bởi vì hắn sẽ chết ngay lập tức, mà các ngươi cũng giống như vậy. Giọng nói này đích thật là của Cao Kiếm Phong, nhưng hai người không nhìn thấy bóng dáng của ông ta ở đâu cả. Tốc độ của Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy không chậm, nhưng vẫn không đuổi kịp ông ta. Xem ra, lão già này vẫn có mấy phần bản lĩnh trong người. Khi đến điểm cuối cùng của đường hầm dưới lòng đất, Cao Kiếm Phong mơ hồ cảm thấy chạy không thoát. Ông ta quyết định giải quyết hai cô gái kia rồi nói sau. Các ngươi có thể đuổi đến chỗ này. Đúng là vất vả cho các ngươi rồi. Cao Kiếm Phong xuất hiện, chẳng biết tại sao trong tay ông ta lại xuất hiện tiểu đạo cô Niệm Tâm, tuy nhiên, mạng sống của các ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Mạng sống của ngươi chỉ đến đây thì đúng hơn. Thạch Thuần khó chịu mắng lại, cô nương ta đang tuổi thanh xuân, còn cả đống thời gian cần phải xài. Cao Kiếm Phong cười lạnh, khinh thường nói, cho nên, ta nói phiền nhất chính là loại thanh niên các ngươi. Ỷ mình có chút bản lãnh thì không biết trời cao đất rộng là gì. Lão tử khổ tu hơn 30 năm, các ngươi cho rằng ta chỉ làm việc trong đất, mỗi ngày ăn chay sao? Ngươi ăn chay hay ăn mặn, hay ăn cái gì khác cũng chẳng liên quan gì đến ta, ngươi không cần báo lại. Thạch Thuần cười hì hì, nhưng lát nữa ngươi chết như thế nào, ngươi nên đặt trước, bổn cô nương bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Cao Kiếm Phong cũng không biết là do bị đè nén quá lâu hay bản tính của ông ta vốn như vậy, tính tình càng thêm thay đổi thất thường. Ông ta cũng cười theo, thật ra, chết trong tay của ta chính là may mắn của các ngươi. Dù sao, ta cũng sắp trở thành tiên nhân thứ nhất trên trái đất này. Thế thì không nhất định, tổ tiên của ngươi đang chờ ngươi đoàn tụ đấy. Miệng lưỡi Thạch Thuần độc địa, có đôi khi còn động đến cả Hạ Thiên. Ngươi muốn chết, Cao Kiếm Phong bị chọc giận. Quát một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất. Âm thanh khi hành động nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Sao? Thạch Thuần ngưng thần đề phòng, lùi lại hai bước. Bành! Đúng lúc này, nơi mà nàng đứng trước đó đột nhiên nổ tung không hề có dấu hiệu báo trước. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Ngươi có thể né được một kích của ta đã hơi xem thường ngươi rồi. Cao kiếm phong xuất hiện, ánh sáng xanh lóe lên trong tay rồi biến mất, nhưng tiếp theo, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Cô nương ta dựa vào thực lực, không phải vận may. Thạch Thuần khinh thường đáp trả, có ngon thì ngươi đừng dùng áo tàng hình rách nát kia nữa, xem ta có đạp chết ngươi hay không. Thuần Thuần, muội đừng rông dài với ông ta nữa, cứu niệm tâm quan trọng hơn. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác hình như Cao Kiếm Phong đang cố ý kéo dài thời gian, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không sao đâu, Nhụy Nhụy tỷ, muội ở đây tiếp ông ta hai chiêu, tỷ mau đi cứu niệm tâm đi. Lòng háo thắng của Thạch Thuần đã bị kích thích, nàng thản nhiên nói, lão già ngớ ngẩn này ỷ mình có bộ quần áo rách nát đó thì cho rằng mình lợi hại. Hôm nay, muội nhất định phải cho ông ta một bài học. Muội không cần thiết phải tức giận với loại người đó. Ninh Nhụy Nhụy chẳng qua chỉ cảm thấy không nên lãng phí thời gian với loại người như Cao Kiếm Phong. Rơi vào bẫy của đối phương hoàn toàn không đáng. Tính cách của Thạch Thuần là từ một khuôn đúc ra với Hạ Thiên. Trong đầu bọn họ không hề có khái niệm đáng hay không đáng với loại người bình thường. Nếu người đó đã làm nàng không vui, nàng sẽ dạy cho người đó một bài học, trời có sập xuống cũng phải đánh cho sướng tay rồi nói sau. Không được, hôm nay muội không đánh lão ta tàn phế, muội sẽ suy nghĩ không thông. Thạch Thuần quả nhiên từ chối. Ninh Nhụy Nhụy cũng không ngăn cản Thạch Thuần, bởi vì không cần thiết, cũng ngăn không được. Nàng đành phải nói, vậy tỷ đi cứu niệm tâm, muội nên cẩn thận một chút. Nhụy Nhụy tỷ yên tâm, mặc dù lão già ngu ngốc đó có chút tu vi, cũng có công nghệ cao trợ giúp, nhưng dù sao cũng chỉ là một lão phế vật. Thạch Thuần vẫn có lòng tin với thực lực của mình, chỉ cần muội mò ra được quy luật hành động của ông ta, để xem muội có một cước đạp chết ông ta hay không. To mồm quá nhỉ, các ngươi xem ta lấy mạng các ngươi như thế nào. Cao Kiếm Phong thấy hai cô gái hoàn toàn không coi ông ta ra gì, tức đến muốn bể phổi. Buông xuống một câu độc ác xong, ông ta một lần nữa biến mất. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thoáng qua chỗ ẩn thân của Cao Kiếm Phong, cũng không quan tâm, thả người rời đi, dọc theo mạch nước ngầm trượt đến chỗ có ánh sáng. Hừ, ngươi muốn đi, trước nạp mạng rồi nói sau. Bỗng dưng, một luồng ánh sáng màu xanh thoáng hiện trên đỉnh đầu Ninh Nhụy Nhụy, chẳng khác nào một thanh đại kiếm sắc bén như sấm sét bổ xuống. Ninh Nhụy Nhụy dường như không phát hiện được sát cơ đang đến, không hề có phản ứng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng, chỉ vô tâm một đường hướng về phía trước. Miệng Cao Kiếm Phong khẽ nhếch, thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ, cô gái này quả nhiên đần độn. Người xinh đẹp như thế, giết thì đáng tiếc quá, nhưng vì đại nghiệp thành tiên của lão tử, ta chỉ có thể ra tay giết chết cô ta. Bốp! Trong lúc Cao Kiếm Phong đang nhe răng cười đắc ý, bỗng cánh tay truyền đến cơn đau khó mà chịu đựng được, khiến ông ta không khỏi sợ hãi. Do bị đau, luồng ánh sáng màu xanh lục cũng run theo. Ngươi muốn ra tay với Nhụy Nhụy tỷ, ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Thạch Thuần không biết từ lúc nào đã đuổi đến, nhấc chân đép trúng cánh tay của Cao Kiếm Phong. Cao Kiếm Phong giận tím mặt, khoanh tay lui hai bước, trừng mắt nhìn Thạch Thuần, tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi ra tay không biết nặng nhẹ, tâm địa quả nhiên ác độc. Đầu óc có bệnh, ngươi ra tay còn nặng hơn cả ta, ngươi còn mặt mũi nào đi nói người khác. Thạch Thuần nhếch miệng, bất mãn nói, còn nữa, cô nương ta vừa mới nói qua, hôm nay ta nhất định sẽ đánh ngươi tàn phế, ngươi đừng tưởng ta nói đùa nhé. Cao Kiếm Phong nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy đã rời khỏi tầm mắt của ông ta, trong lòng không khỏi lo lắng, cũng không muốn dây dưa với Thạch Thuần, hừ, ta còn có chuyện lớn cần làm, ta không rảnh ở đây chơi trò chém giết với các ngươi. Ngươi muốn chạy trốn rồi sao? Thạch Thuần nhếch miệng, hơi khó chịu, ngươi kém quá đi. Ẩn vệ đâu, mau ngăn cô ta lại cho ta. Cao Kiếm Phong bỗng nhiên cao giọng kêu lên một tiếng, đồng thời biến mất, trốn vào trong màn đêm. Thạch Thuần thả người lướt tới, bắt lấy bóng Cao Kiếm Phong, kết quả lại bị một cái bóng khác như có như không ngăn cản. Ồ, đúng là có những người khác ở đây. Thạch Thuần cảm thấy kỳ quái, tại sao vừa rồi ngươi không ra lệnh những người này ngăn Nhụy Nhụy tỷ chứ? Xung quanh không có ai trả lời. Xem ra, Cao Kiếm Phong đã thật sự đuổi theo Ninh Nhụy Nhụy. Không thể để ông ta đuổi kịp Nhụy Nhụy tỷ. Nào, ta phải nghĩ cách mới được. Mặc dù Thạch Thuần không nhìn thấy bóng dáng của Cao Kiếm Phong và ẩn vệ, nhưng không có nghĩa là nàng không thể phân biệt được từng người. Đám người đó chỉ là những người tu hành bình thường,
ngay cả tu tiên giả cũng không tính. Mặc dù bọn họ mặc áo tàng hình, nhưng hô hấp không phải áo tàng hình có thể hoàn toàn che đậy được. Huống chi, người chỉ cần khẽ động, khí lưu chung quanh sẽ bị kéo theo. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ không cách nào nắm bắt được khí lưu, nhưng đối với Thạch Thuần mà nói, lại không phải việc khó. Thạch Thuần bình tĩnh lại, thậm chí tạm thời nín thở, bắt đầu cảm nhận lưu động của khí tức trong phạm vi mấy mét. Tìm được rồi. Một lát sau, ánh mắt Thạch Thuần sáng lên, thả người vút qua, lách qua ẩn vệ trong bóng tối, đuổi theo bóng của Cao Kiếm Phong, một cước đạp tới. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như có vật gì đó bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, còn lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Cao Kiếm Phong hoàn toàn không nghĩ đến có người bắt được bóng của ông ta. Sau khi ông ta ẩn thân, ông ta hoàn toàn đánh mất cảnh giác. Chờ đến khi Thạch Thuần lách đến trước mặt, ông ta mới giật mình hiểu ra, nhưng tiếc rằng đã muộn. A, đau quá, Cao Kiếm Phong nằm cách đó không xa, vừa kêu đau vừa sợ hãi, không thôi, không thể nào. Tại sao ngươi có thể tìm ra được chân thân của ta? Ngươi còn tưởng cái bộ áo rách của ngươi không chút sơ hở sao? Thạch Thuần khinh thường nhếch miệng, trước đó là do bổn cô nương lười tìm mà thôi. Nếu ngươi không muốn bị tìm thấy, thật ra cũng có cách đấy. Ngươi đừng thở nữa là xong. Các ngươi làm ăn cái gì vậy? Cao Kiếm Phong đứng lên, nổi nóng với đám ẩn vệ, giết con ả cho ta. Bây giờ, ngay bây giờ. Ha ha, sao ngươi không tự làm đi? Thạch Thuần cười hì hì, nhẹ nhàng tránh thoát công kích liên tiếp của đám ẩn vệ. Một khi ta đã tìm được sơ hở của bộ quần áo các ngươi, cái gọi là ẩn hình chỉ là một trò cười, hoàn toàn không một chút tác dụng. Trên thực tế, như Thạch Thuần đã nói, áo tàng hình chỉ có thể che giấu cơ thể chứ không giải quyết được vấn đề hô hấp, cũng không thể giải quyết khí tức lưu động được tạo ra do hành động của con người. Người bình thường nhất định bó tay trước nhược điểm này, nhưng Thạch Thuần không phải người bình thường. Có tác dụng hay không, chờ ngươi đến chỗ Diêm Vương ra, ngươi sẽ biết. Cao Kiếm Phong quát lạnh, mở giai đoạn thứ hai của áo tàng hình, tốc chiến tốc thắng. Mấy tên ẩn vệ lập tức ấn xuống một hạt nút nào đó trên áo. Không bao lâu sau, những ngôi sao điểm trên áo tàng hình sáng lên, tiếp theo hình thành một luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Đã phát sáng, còn ẩn thân cái rắm, Thạch Thuần cảm thấy kỳ lạ. Vừa mới dứt lời, Thạch Thuần phát hiện mình bị đánh vào mặt. Thì ra, ánh sáng màu xanh cũng không phải dùng để ẩn thân mà là để nhiễu loạn tầm mắt của nàng, khiến nàng không thể phân biệt được hô hấp và khí lưu của người khác. Càng quỷ dị hơn chính là... ánh sáng màu xanh còn mang theo một cảm giác áp bách vô hình, khiến Thạch Thuần nhìn lâu sẽ có cảm giác tim đập nhanh, giống như lúc nào cũng có thể phun ra máu tươi. Hừ, ánh sáng của đom đóm, linh khí áp chế người. Cao Kiếm Phong cười gằn, đây là linh quang lấy được từ linh mạch dưới lòng đất, cùng loại với phóng xạ, đặc biệt dùng để đối phó tu tiên giả. Ngươi hãy lo mà hưởng thụ đi, ẩn vệ, con ả này giao cho các ngươi xử lý. Nhớ kỹ. Không được để người sống ở đây. Tuy đám ẩn vệ kia cũng đã từng được gọi là ẩn sĩ, nhưng dục vọng còn chưa biến mất, nhất là dáng dấp Thạch Thuần đẹp như vậy, bọn họ cảm thấy giết thì thật đáng tiếc. Cao Kiếm Phong tất nhiên hiểu được tâm tư của những người này, cho nên mới cố ý nói một câu, sau đó yên tâm rời đi. Thạch Thuần đành phải nhắm mắt lại, không để mình nhìn thấy ánh sáng màu xanh. Linh khí trong cơ thể quả thật đang đảo loạn. Một lát nữa, trong lòng không thể bình tĩnh lại được, nàng không khỏi luống cuống, thầm nghĩ, hỏng rồi, chẳng lẽ hôm nay Thạch Thuần ta phải ngỏm ở đây sao? Yên tâm đi, Thuần nha đầu, có ta ở đây, ngươi ngỏm không được đâu. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, khiến Thạch Thuần không khỏi yên tâm trở lại. Thạch nha đầu, ngươi yếu lắm đấy nhé, chẳng lẽ ngươi chịu thua trước mấy thằng ngu này? Hạ Thiên nhìn thoáng qua đám ẩn vệ, không khỏi nhếch miệng chế giễu Thạch Thuần. Ai nói ta gặp khó thì đổ, do ta không muốn chấp nhặt với bọn họ mà thôi. Thạch Thuần biết Hạ Thiên đang chê cười mình nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Nếu không, cuộc sống sau này sẽ khó mà sống tốt. Hạ Thiên cười nói, vậy ngươi còn không mau giải quyết bọn họ đi. Tỷ phu, nếu ngươi đã đến, ta giao đám ngu ngốc này cho ngươi xử lý. Ai biểu ngươi là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ làm chi? Con ngươi Thạch Thuần đảo một vòng, lập tức nịnh bợ. Trong mắt của ngươi, ta dễ dụ như vậy sao, tùy tiện một câu nịnh bợ thì ta sẽ ra tay giúp ngươi.
Hạ Thiên cũng không trúng chiêu, lười biếng nói, ta chỉ phụ trách áp trận, tự ngươi giải quyết đám ngu ngốc này đi. Thạch Thuần nhăn mũi, nhỏ giọng bĩu môi, tỷ phu chết, tỷ phu thối, nhìn thấy em vợ bị người ta khi dễ mà vẫn thờ ơ. Sau này ta gặp lại Vân Thanh tỷ, ta nhất định sẽ mắng vốn ngươi, để ngươi từ đây không được bước vào phòng của Vân Thanh tỷ một bước. Thuần nha đầu, ngươi muốn bị ăn đòn đúng không? Hạ Thiên đương nhiên biết rõ tiểu nha đầu này cố ý nói cho hắn nghe, lập tức chừng nàng một cái. Thật ra, bản lãnh của đám người kia rất bình thường, nhưng ánh sáng màu xanh trên người bọn họ khiến ta bị tâm phiền ý loạn một chút. Thạch Thuần phát hiện Hạ Thiên đích thật không muốn ra tay, vội đưa ra điều kiện, ta chỉ cần ánh sáng kia mất đi, đánh thắng bọn họ không thành vấn đề. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, Thuần nha đầu, người yên tâm đi. Thứ ánh sáng kia không còn tác dụng với ngươi nữa đâu. Thật sao, vậy là được rồi. Thạch Thuần một lần nữa kích động, bọn chúng nhất định phải chết. Đám ẩn vệ kia vốn tưởng rằng có thể chiếm được tiện nghi của Thạch Thuần, kết quả bị Hạ Thiên quấy rầy, tâm trạng khá khó chịu, lạnh giọng quát, hai vị, trò chuyện xong chưa để rồi còn lên đường. Đã gọi là trò chuyện thì nói đến khi nào mới xong. Thạch Thuần vốn đã chẳng vừa mắt với đám ẩn vệ. Nàng lạnh lùng đáp lại, tuy nhiên, các ngươi nói rất đúng, đây là lúc ta tiễn các ngươi lên đường. Ha ha, cô nương đừng có ăn nói mạnh miệng như vậy. Một tên ẩn vệ cười nhạo, vừa rồi ngươi bị chúng ta vây công đến luống cuống tay chân. Nếu không phải gã thanh niên kia bỗng nhiên xuất hiện, đảo loạn thế công của chúng ta, bây giờ ngươi đã là người chết rồi. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Có Hạ Thiên bên cạnh, Thạch Thuần cũng chẳng cần lo lắng. Hiện tại, nàng đang tràn đầy lòng tin, các ngươi vây công ta cũng vô dụng thôi. Đám ẩn vệ cũng là hạng người tự cao, đương nhiên không thể chấp nhận một tiểu cô nương khinh thường bọn họ đến như vậy, vậy để ta tiễn hai người các ngươi lên đường. Nói xong, những ngôi sao trên áo tàng hình của bọn họ lại sáng lên, chưa đến nửa giây, bọn họ đã biến thành bóng người tràn ngập huỳnh quang, đồng loạt nhào đến Thạch Thuần. Tốc độ của những người này vẫn rất nhanh. Khắp nơi đều vang lên tiếng ong ong. Ồ, đầu không còn choáng nữa, linh khí bên trong cơ thể cũng không bị hỗn loạn. Thạch Thuần cảm nhận một chút, xác thực không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy, đám ẩn vệ chỉ tương đương với những bao cát di chuyển với tốc độ cao mà thôi. Bành, bành, bành. Quả nhiên, không có ánh sáng màu xanh quấy nhiễu, Thạch Thuần chỉ tốn vài giây đã nhìn thấu phương thức công kích của đám người kia. Nàng cũng lười rông dài. Đá thẳng một cước đưa tiến một người. Đám ẩn vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từng người đã bị đá vào bên trong con sông ngầm dưới lòng đất, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã bị dòng nước cuốn trôi. Đúng là phế vật, nhàm chán quá. Thạch Thuần thất vọng phủi tay, nói với Hạ Thiên, nhụy nhụy tỷ đi cứu Niệm Tâm rồi, chúng ta đến đó đi. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến, hai người cùng nhau đi về phía trước theo dòng chảy của sông ngầm. Tỷ phu, vừa rồi cao lão đầu có nói ánh sáng màu xanh là linh quang được rút từ linh mạch dưới lòng đất, chuyên dùng để đối phó tu tiên giả. Đang đi, Thạch Thuần bỗng nhớ đến một việc, chợt hỏi, linh quang này thần kỳ như vậy sao? Linh quang, Hạ Thiên nhếch miệng, ta chưa từng nghe qua cái thứ đồ chơi này. Thạch Thuần ngẩn người, tỷ phu, ngươi không phải không gì không biết sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến linh quang? Bản thân linh khí tự có ánh sáng. Linh mạch dưới lòng đất là do linh khí hội tụ mà thành, có ánh sáng cũng là chuyện rất bình thường. Hạ Thiên hờ hững đáp, thật ra loại ánh sáng này chẳng có tác dụng quá lớn. Không đúng, nếu không, tại sao vừa rồi ta lại bị ảnh hưởng? Thạch Thuần khó hiểu, chỉ cần nhìn thấy linh quang đó, linh khí trong cơ thể ta lại không tự chủ được mà bắt đầu hỗn loạn. Sau đó không cách nào công kích, bởi vậy mà ta mới chật vật như thế. Hạ Thiên nói, xuất hiện loại hiện tượng này chỉ có hai nguyên nhân. Hai nguyên nhân gì? Thạch Thuần thuận miệng hỏi, chợt nhớ đến cái gì đó, nàng không khỏi dựng ngón tay chỉ vào Hạ Thiên, không cho phép ngươi mượn cơ hội mắng ta. Ai muốn mắng ngươi chứ? Hạ Thiên trừng mắt với Thạch Thuần, nhưng vẫn nuốt mấy lời định mắng vào bụng, đổi sang chuyện khác, ta đang nói chuyện một cách đứng đắn đấy. Thạch Thuần cười hì hì, ngươi không mắng ta là được. Vậy ngươi nói đi. Là hai nguyên nhân gì? Không hứng thú nói nữa. Hạ Thiên bĩu môi. Thạch Thuần cảm thấy tò mò, truy hỏi, ngươi nói đi. Ta quả thật rất muốn biết,
nói điểm thứ nhất đi. Không có gì là thứ nhất thứ hai cả. Hạ Thiên buồn bực, chỉ có những người không đủ kinh nghiệm thực chiến mới như vậy, hoặc áo tàng hình của bọn họ còn có điểm kỳ quái khác. Không phải đã nói ngươi không được mắng ta sao? Thạch Thuần có chút không vui. Hạ Thiên hỏi ngược lại, ta có câu nào mắng ngươi không? Cái câu kinh nghiệm thực chiến không đủ đấy. Thạch Thuần nhăn mũi, ta còn không rõ ngươi sao, ngươi chắc chắn đang nói đến ta. Hạ Thiên gật đầu, nói ngươi cũng đúng mà. Được, ta thừa nhận. Thạch Thuần khoát tay, nhưng điều này cũng rất bình thường. Ta không giống như ngươi thường xuyên đụng phải mấy chuyện biến thái. Chém chém giết giết, ngươi làm hợp hơn ta. Đương nhiên, Hạ Thiên hờ hững nói, các ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp là được, những chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Thạch Thuần nghe được mấy lời tùy ý nhưng cố ý của Hạ Thiên, nhịp tim bỗng nhiên tăng lên. Đó là một cảm giác cực kỳ vi diệu. Nếu Hạ Thiên nói thẳng với nàng, nàng nhất định sẽ không tin, tất nhiên cũng chẳng cần hùa theo. Nếu Hạ Thiên nói với người khác, nàng cũng chỉ hâm mộ mà thôi. Tỷ phu, người thật tốt. Thạch Thuần bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, hôn lên môi hắn một cái, cười hì hì nói. Hạ Thiên ngẩn ra, sau đó đưa tay lau sạch nước bọt trên mặt, ngươi làm cái gì vậy? Bị điên à, tự dưng lại đi chiếm tiện nghi của ta. Đây là phần thưởng dành cho ngươi, Thạch Thuần thản nhiên nói. Phần thưởng, Hạ Thiên lắc đầu, thành thật nói, cho ta thứ mà ta muốn, đó mới gọi là phần thưởng. Cái đầu nhỏ của Thạch Thuần bỗng nhiên nghĩ đến một hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi, mặt đỏ lên, tỷ phu, ngươi đúng là háo sắc. Khó trách nhụy nhụy tỷ và bối bối tỷ luôn nói ngươi lưu manh. Ngươi thật sự không cứu vãn nổi. Ta đã nói sớm muộn gì cũng là của ngươi, ngươi lại còn nôn nóng như vậy, ngươi quá đáng ghét. Nói xong, Thạch Thuần đẩy Hạ Thiên một cái, sau đó chạy về phía trước. Hạ Thiên khó hiểu, ta còn chưa nói ta muốn cái gì, tại sao ta lại biến thành lưu manh, là háo sắc chứ? Thạch Thuần đã chạy xa, hoàn toàn không nghe hắn nói những lời này. Hoặc nghe được cũng cho rằng Hạ Thiên đang giả bộ. Một lát sau, Hạ Thiên dường như hiểu ra. Hắn thật sự bó tay, phụ nữ thật là, bất luận lớn hay nhỏ đều thích suy nghĩ những thứ kỳ quái. Ngươi nói sai rồi, thật ra suy nghĩ của phụ nữ vô cùng đơn giản, chẳng có gì lạ, chỉ có ngươi là kỳ quái thôi, tiểu nam nhân à. Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên giữa không trung, rất có mị hoặc của một người phụ nữ trưởng thành nhưng lại có sự lạnh lùng khiến người ta lạnh thấu xương. Nghe nàng ta nói xong, người nghe thật sự không hiểu rốt cuộc là nàng ta đang giải thích cho phụ nữ hay là đang đùa giỡn Hạ Thiên. Nếu chúng ta không quen nhau, người gọi ta là soái ca hoặc thần y. Hạ Thiên khá khó chịu, ta ghét người khác gọi ta là tiểu nam nhân, bởi vì ta tuyệt không nhỏ, thậm chí còn lớn đến mức ngươi phải sợ. Ha ha, soái ca, với cái diện mạo này của ngươi, hình như có chút không xứng. Giọng người phụ nữ đó vang lên lần nữa, tỷ tỷ ta tung hoành tình trường nhiều năm, gặp qua soái ca không đến 1000 cũng có 800. Ngươi thật sự không đủ trình với hai chữ soái ca. Bởi vì phẩm vị của ngươi có vấn đề. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta chẳng những là soái ca, hơn nữa còn là đệ nhất soái ca trong thiên hạ. Những soái ca mà ngươi gặp trước kia không có khả năng đẹp trai như ta, ngay cả 1% đẹp trai của ta cũng không bằng. Người phụ nữ kia bật cười ha hả, dường như khá thích thú với Hạ Thiên, người thật đáng yêu. Ta rất thích người tự tin, nhất là người tự tin đến duy ngã độc tôn như ngươi. Ta còn chưa cảm nhận được xuất khí của ngươi, nhưng mị lực của ngươi lại khiến tỷ tỷ ta động tâm. Tốt nhất ngươi đừng có xưng tỷ tỷ với ta. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, nghe giọng nói của ngươi, ngươi ít nhất cũng thuộc hàng bà cô bà thím. Thuận tiện nói một câu, ta có mị lực cũng là chuyện của ta. Ngươi không nên động tâm, bởi vì ngươi hoàn toàn không xứng với ta. Này soái ca kia, mắng người khác thì không nên vạch khuyết điểm của người ta. Tại sao ngươi lại đâm dao vào tim tỷ tỷ chứ? Giọng nói của người phụ nữ kia càng thêm mị hoặc, thậm chí còn có chút điềm đạm đáng yêu. Nếu là đàn ông bình thường, đoán chừng lúc này đã bỏ vũ khí đầu hàng. Đáng tiếc, Hạ Thiên không phải người bình thường. Đã là lưu manh thì đừng giả bộ đáng thương, nghe buồn nôn quá. Hạ Thiên hơi khó chịu, nếu ngươi muốn đánh nhau, dứt khoát ra tay đi, đánh một trận thật đã. Còn nếu ngươi muốn mê hoặc ta, sau đó thừa cơ đánh lén, ta khuyên ngươi nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Những gì ta muốn nói, ta đều nói hết với ngươi,
vậy tỷ tỷ ta, hai cái này đều không chọn. Người phụ nữ kia mỉm cười nói, ta muốn móc tim của ngươi ra, cất thật kỹ, về sau mỗi ngày đều ôm nó đi ngủ. Bệnh hoạn, Hạ Thiên ngáp một cái, bước thẳng lên phía trước, chẳng thèm phản ứng đến người đàn bà điên này. Nhưng vừa mới đi được hai bước, hắn bỗng cúi đầu xuống, nhìn thấy lồng ngực của mình bị xuyên thủng. Một bàn tay giống như que củi khô thò ra ngoài, cầm trong tay một trái tim vẫn còn đang đập. Ngươi cho rằng trò hề này có thể gạt được ta? Hạ Thiên khinh thường nói, lười biếng ngáp thêm cái nữa. Ôi chao, hiệu quả như thật, nhưng tại sao ngươi lại phát hiện được thế? Một người phụ nữ cao lớn mặc váy trắng không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau Hạ Thiên. Nhìn qua, người phụ nữ này cũng phải cao đến 1m9. Tuy nhiên, dáng người của nàng ta lại rất đẹp, chủ yếu nhất là giọng nói rất lanh lợi và mị hoặc, nghe qua cũng là người đã từng có chuyện xưa. Hạ Thiên nhếch miệng, mấy loại chướng nhãn pháp đó hoàn toàn vô dụng với ta. Xem ra, ngươi không phải người bình thường, ngươi là ẩn sĩ hay dị nhân? Người phụ nữ mặc váy trắng thu hồi bàn tay khỏi ngực Hạ Thiên. Bàn tay kia cũng không còn giống củi khô, ngược lại rất hồng nhuận và mềm mại. Nàng ta đưa trái tim còn đang đập bình bịch bỏ vào miệng nuốt trôi. Ta không phải ẩn sĩ, cũng chẳng phải dị nhân. Hạ Thiên thản nhiên đáp, ta đã nói rồi, ta là thần y, hơn nữa còn là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Đệ nhất thần y trong thiên hạ, người phụ nữ mặc váy trắng che miệng cười. Ta nhớ năm đó có ba người vẫn luôn cạnh tranh cái danh này, một là yêu y Mạc Vấn Dược, hai là thiên y Tiêu Nhất Thủ, ba là quỷ y Trương Minh Đà. Bọn họ đều là kình thiên cự phách trong giới y học. Ngươi tự xưng như vậy, ngươi không sợ bọn họ tức giận sao? Có gì cần phải sợ chứ? Hạ Thiên lại khinh thường, y thuật ba người bọn họ cộng lại không lợi hại bằng 1/10 của ta. Ta không phải đệ nhất thần y trong thiên hạ thì còn ai nữa? Hạ Thiên không phải tự tin quá mức, mà đây là sự thật hiển nhiên. Mặc dù quỷ y Trương Minh Đà là đại sư phụ của hắn, có danh vọng to lớn trong giới y học trước khi hắn ra đời, nhưng bàn về y thuật, khi hắn được 8 tuổi, hắn đã móc giống bản lĩnh của đại sư phụ mình. 10 tuổi đã nổi tiếng, hai người gọi là yêu y và thiên y, y thuật còn không bằng sư phụ của hắn, bọn họ sách giày cho hắn còn không xứng. Dù sao bọn họ cũng là tiền bối của ngươi. Ngươi không tôn trọng bọn họ là không được. Người phụ nữ mặc váy trắng nói một cách sâu xa. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, được hay không được, có liên quan gì đến ngươi sao? Thật ra có liên quan đấy. Người phụ nữ mặc trắng vươn tay che đỉnh đầu Hạ Thiên, năm ngón tay bỗng dưng dài ra, bởi vì ba người này hoặc nhiều hoặc ít đều có thù oán với ta, nhất là quỷ y Trương Minh Đà. Ta và ông ta có thù không đội trời chung. Ta vừa lúc ngửi được khí tức quỷ y trên người ngươi. Ta hỏi ngươi có quan hệ như thế nào với ông ta? Là con hay là cháu? Hạ Thiên thuận miệng đáp, ta không phải con, cũng chẳng phải cháu của ông ấy. Ý của ngươi là, cảm giác của ta sai rồi sao? Năm ngón tay giống như củi khô của người phụ nữ mặc váy trắng co lại, như muốn bóp nát đầu Hạ Thiên. Trong cuộc đời của ta, người ta ghét nhất ngoại trừ quỷ y Trương Minh Đà thì là những người nói láo. Cảm giác của ngươi đương nhiên sai rồi. Ta không phải con, cũng chẳng phải cháu, mà là đồ đệ của ông ấy. Dù sao, ta đẹp trai như thế này, còn ông ấy thì chẳng có chút gen đẹp trai nào cả. Hạ Thiên ngáp một cái. Ngươi là đồ đệ của ông ta. Sắc mặt của người phụ nữ mặc váy trắng chuyển sang âm trầm, năm ngón tay như năm nhánh cây khô dần dần phát ra hàn quang như năm thiết chảo sắc bén, vậy thì ngươi cũng nên đi chết đi. Nói xong. Người phụ nữ mặc áo trắng bỗng nhiên dùng sức, nhưng năm ngón tay lại bóp vào khoảng không. Hạ Thiên không biết từ lúc nào đã biến mất ngay tại chỗ. Đây là thân pháp gì thế? Vì sao lại nhanh như vậy? Người phụ nữ áo trắng kinh ngạc kêu lên, ngươi không thể nào là đồ đệ của quỷ y Trương Minh Đà. Ông ta không có bản lĩnh này. Ngươi ngu quá đi, ta có nói ta chỉ có một sư phụ thôi không? Hạ Thiên cười hì hì, sư phụ ta có rất nhiều. Trương Minh Đà chỉ là đại sư phụ của ta, ông ấy không có bản lĩnh này cũng không có nghĩa là sư phụ khác của ta không có. Hơn nữa, cho dù tất cả sư phụ của ta không có, cũng không có nghĩa là ta không có. Ta không biết ngươi đang nói cái gì nữa. Lửa giận trong lòng người phụ nữ càng lúc càng không khống chế được, tuy nhiên, ngươi đã là đồ đệ của Trương Minh Đà, vậy thì ngươi phải chết.
Rốt cuộc ngươi và đại sư phụ của ta có ân oán gì thế? Hạ Thiên hơi nghi hoặc, chẳng lẽ là tranh chấp tình cảm? Trước kia, khi đại sư phụ còn ở trên núi, ông ấy thường hay nói ông ấy có đến hơn 100 tình nhân. Khi đó ta còn tưởng ông ấy nói khoác, chẳng lẽ ngươi là một trong số những người đó? Nói xong, Hạ Thiên lại tự lẩm bẩm, 12 năm trước, ba vị sư phụ đã xuống núi. Đại sư phụ nói ông ấy muốn đi tìm hơn 100 tình nhân của mình để ôn chuyện. Bây giờ đã qua 12 năm rồi vẫn không đến phiên ngươi, ngươi thảm thật rồi. Người phụ nữ mặc váy trắng lại càng nổi giận, 10 ngón tay biến thành lợi kiếm đâm vào đầu Hạ Thiên, ngươi quả nhiên xấu xa như Trương Minh Đà. Hạ Thiên đánh giá người phụ nữ mặc váy trắng, hơi hiểu ra, dung mạo của ngươi đã xấu, tính tình còn không tốt, đại sư phụ ta cảm thấy chướng mắt cũng là chuyện bình thường. Trương Minh Đà là một tên lừa gạt, khốn kiếp, tiểu nhân, ông ta đáng chết, ngươi cũng giống như vậy. Người phụ nữ mặc váy trắng cũng không biết là bị Hạ Thiên nói trúng tâm tư hay chỉ là nổi giận một cách tự nhiên. Nàng ta chỉ vào Hạ Thiên, ta muốn làm thịt ngươi, sau đó mang đầu của ngươi đi tìm Trương Minh Đà tính sổ. Khô Mộc Phùng Đao, hàng ma bản tướng. Người phụ nữ mặc váy trắng bỗng nhiên quát to một tiếng. Tiếp theo. Cơ thể của nàng ta phát sinh thay đổi một cách quỷ dị, xác thực rất giống một gốc cây sinh trưởng cực nhanh. Không bao lâu sau, gốc cây đã dài đến 7-8 mét. Mỗi nhánh cây đều giống như trường đao sắc bén, ngoại hình rất dữ tợn, giọng nói cũng trở nên thô bạo. Lần này lại càng xấu. Hạ Thiên lắc đầu, hơi thất vọng, người luyện công pháp này, còn lâu mới thu hút được sư phụ của ta. Ông ấy thích mấy người có thân hình nhỏ nhắn kìa. Đi chết đi. Người phụ nữ mặc váy trắng quơ hai cánh tay như lưỡi dao đâm loạn về phía Hạ Thiên. Lưỡi dao cuồng vũ, tốc độ cực nhanh, mơ hồ còn có tiếng rít bị cắt đứt. Hạ Thiên không hứng thú chơi với người xấu xí. Cho nên, hắn lựa chọn tốc chiến tốc thắng, không nhìn thẳng lưỡi dao cuồng vũ, một cước đạp tới. Bành! Người phụ nữ mặc váy trắng bay ra ngoài, cơ thể cao lớn đập xuống đất cách đó vài chục thước, tạo thành một cái hố sâu. Đánh như không đánh, chán quá. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, bước thẳng về phía trước. Khoan đã, ta còn chưa chết mà. Muốn chạy, ngươi ăn của ta một đao trước đi. Người phụ nữ mặc váy trắng khôi phục lại hình dáng lúc ban đầu. Sau khi đứng lên, nàng ta hất tay lên, vung mấy trăm thanh phi đao về phía Hạ Thiên. Này, bà thím, ngươi cần chi phải chấp nhất như thế chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Tiện tay vung một đao, đánh rơi đám phi đao kia xuống mặt đất, nể tình ngươi là tình nhân cũ đại sư phụ ta. Ta đã tha cho ngươi một mạng, đừng có muốn chết nữa. Hừ, ai là tình nhân cũ của ông ta chứ? Người phụ nữ mặc váy trắng không nhịn được, nhớ năm đó, ta cũng là một cành hoa của Vân Lĩnh, đại tiểu thư Liễu gia. Cha ta có một vườn thuốc chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, tiền trong nhà mấy đời xài không hết, phong quang đến mức khoái hoạt. Kết quả? Hơn 30 năm trước, ta bị bệnh nặng, cha ta bán hết gia tài, mời đủ danh y cũng không trị hết cho ta. Về sau, Trương Minh Đà xung phong nhận việc, ông ta nói có thể trị hết bệnh của ta. Kết quả, Hạ Thiên thuận miệng nói, ta thấy ngươi không còn bệnh nữa mà. Đại sư phụ của ta hẳn đã trị hết bệnh cho ngươi. Ai nói với ngươi ta còn bệnh? Người phụ nữ mặc váy trắng biến sắc, ánh mắt trở nên âm lãnh, khi đó cha ta không còn tiền bạc. Để cảm tạ Trương Minh Đà, cha ta chỉ có thể gả ta cho ông ta hoặc tặng cho ông ta một bản dược phổ cổ. Kết quả cái tên lừa đảo, tên cẩu tặc Trương Minh Đà đã lựa chọn dược phổ. Ta đường đường là đại tiểu thư Liễu gia, cho dù gia cảnh xuống dốc, dung mạo cũng vẫn còn là đại mỹ nữ số một thiên nam. Nhưng trong mắt ông ta, ta còn kém hơn cả một bản sách nát. Ông ta đã sỉ nhục ta, thù này không đội trời chung. Hạ Thiên cũng im lặng. Tâm tư của phụ nữ thật khó đoán. Hắn vốn tưởng rằng đại sư phụ Trương Minh Đà đã giết chết cha của nàng ta, thì ra chỉ là một việc còn con. Ngươi nói ông ta có đáng chết hay không? Người phụ nữ mặc váy trắng một lần nữa trở nên kích động, thiếu chút nữa lần thứ hai biến thành quái vật đao chi. Ngươi là đồ đệ của ông ta, ngươi có nên vì lựa chọn ban đầu của ông ta mà trả cái giá bằng máu không? Không. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi có thể tìm đại sư phụ của ta hỏi cho rõ ràng việc này. Nói không chừng năm đó cũng không phải ông ta không động tâm mà là có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng thì sao? Làm sao mà ta không tìm ông ta chứ?
Người phụ nữ mặc váy trắng miệng phun nước bọt, tức giận nói, kể từ hôm đó, ta rời nhà ra ngoài chính là muốn tìm tên cẩu vật kia. Kết quả tìm ròng rã 20 năm cũng không tìm được. Thậm chí bởi vì tìm ông ta, ta đã rơi vào bẫy của người khác, bị vây ở đây hơn 10 năm. Nghĩ đến đây, trong lòng ta oán hận vô cùng. Nếu ta đã không tìm được ông ta, giết đồ đệ của ông ta cũng có thể tạm thời giải hận. Lúc trước ngươi không tìm được ông ta là có nguyên nhân. Bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể ra ngoài tìm ông ấy. Hạ Thiên suy đoán, khi đó Trương Minh Đà hẳn đã được thần tiên tỷ tỷ mời lên núi, đương nhiên không có khả năng tìm được. 12 năm trước, ba vị sư phụ của hắn đều hạ sơn, tự mình đi tìm tình nhân cũ. Đáng tiếc, người phụ nữ này bị vây ở đây trong khoảng thời gian đó, đúng là hữu duyên vô phận. Ta nói, ta bị người ta vây ở đây, trong người có cấm chế, vừa ra ngoài là phải chết, tìm cái gì? Tìm cái giám đấy, người phụ nữ mặc váy trắng nổi điên, đoán chừng nàng ta bị kìm nén 20 năm khiến tính cách bị biến dị. Cũng dễ xử lý thôi mà. Hạ Thiên nhếch miệng, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Mặc kệ cấm chế gì, ta đều có thể giải được. Ngươi thật sự có thể giải giúp ta. Biểu hiện người phụ nữ áo trắng thay đổi, ánh mắt hiện lên sự khao khát, ngươi sẽ không giống như sư phụ của mình, cố ý làm nhục ta chứ. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Làm nhục ngươi, ta có chỗ tốt gì chứ? Vậy tại sao ngươi lại giúp ta? Người phụ nữ mặc váy trắng lộ vẻ nghi hoặc, hơn nữa, vừa rồi ta còn ra tay hạ sát ngươi, ngươi không giết ta thì không nói, lại còn cứu ta. Ta thật sự có chút nghĩ không thông. Giết ta, ngươi đang nói đùa à? Hạ Thiên khinh thường, mấy chiêu thức này của ngươi chẳng chạm được nửa sợi lông chân của ta nữa là. Còn cứu ngươi, bây giờ sư phụ của ta hẳn đang rất rảnh, ta hy vọng ngươi đi gây sự với ông ấy, tạo cho ông ấy chút niềm vui mà thôi. Ngươi thật sự là đồ đệ của ông ta. Nữ nhân mặc váy trắng khó có thể hiểu được lời nói của Hạ Thiên, ngươi không sợ ta lỡ tay giết chết ông ta sao? Ngươi không giết được ông ấy đâu, hơn nữa ngươi cũng không nỡ giết ông ấy. Hạ Thiên cười hì hì, vừa nãy, thoạt nhìn ngươi có vẻ muốn giết ta, nhưng thật ra ngươi đã tận lực lưu thủ. Ta đã sớm nhìn ra được điều này, bằng không, ngươi đã chết sớm rồi nhé. Nữ nhân mặc váy trắng nghe xong, gương mặt hơi hoảng hốt, lập tức nhìn quanh, vội giải thích, ta không có lưu thủ, ngươi đừng có nói hưu nói vượt. Lần này ta không giết được ngươi là do tài nghệ của ta không bằng người. Ngươi đi đi, ta đã nói sẽ giúp ngươi giải trừ cấm chế, ta nhất định sẽ làm. Giữa ngón tay Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện một cây ngân châm, không đợi nữ nhân mặc váy trắng kịp phản ứng, hắn đã đâm một châm vào giữa mi tâm, bên trên hai ngón giữa, hai ngón trỏ của nàng ta, được rồi. Cấm chế của ngươi đã được giải trừ, về sau cơ thể của ngươi cũng sẽ miễn dịch hết mọi khống chế. Ngươi đi tìm sư phụ ta tính sổ cũng được, đi làm chuyện khác cũng được, chẳng liên quan gì đến ta. Nữ nhân mặc váy trắng có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Thiên, tại sao ngươi còn qua loa hơn cả sư phụ của mình chứ? Năm đó, ông ta chữa bệnh cho ta tốt xấu gì cũng sử dụng châm cứu cộng thêm các loại thuốc mới chữa khỏi bệnh của ta. Còn ngươi thì chỉ đâm mấy châm là xong. Hạ Thiên kiêu ngạo đáp, cho nên ta mới nói y thuật của ta cao hơn ông ấy hàng ngàn hàng vạn lần. Nữ nhân mặc váy trắng im lặng không nói, lặng lặng quan sát Hạ Thiên. Thật ra, nàng ta muốn chứng minh lời Hạ Thiên nói là thật hay giả cũng rất đơn giản, chỉ cần vận chân khí trong cơ thể mấy lần chu thiên là biết ngay thôi. Năm đó, nghe người ta nói Trương Minh Đà có khả năng ở núi Trung Nam, nàng ta vội vàng một mình chạy đến đây. Kết quả nàng ta bị người ta hãm hại. Bị hạ 6 loại cấm chế xuống người. Chỉ cần nàng ta vận chân khí vượt quá 2 chu thiên, tâm mạch sẽ chấn động, miệng phun máu tươi không ngừng. Nhưng nữ nhân mặc váy trắng cũng không vận chân khí, lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, nếu ngươi thật sự là đồ đệ của Trương Minh Đà, ta tin tưởng y thuật của ngươi. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên khoát tay, ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Ta còn phải xuống dưới tìm tiểu muội chân dài và thuần nha đầu nữa. Nữ nhân mặc váy trắng muốn nói rồi lại thôi. Nàng ta do dự vài giây, cuối cùng lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên, chuyện linh mạch dưới lòng đất cực kỳ phức tạp. Cao Kiếm Phong chẳng qua chỉ là thằng hề trước sân khấu mà thôi. Nếu ngươi đi cứu người, cứ cứu người là được, tuyệt đối đừng xen vào việc người khác. Nếu không, ngươi sẽ bị đại họa lâm đầu. Ta chẳng hứng thú xen vào việc của người khác.
Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng lúc nào cũng có những tên ngu ngốc chủ động đến gây sự với ta, vậy thì chẳng trách ta được. Nữ nhân mặc váy trắng nhìn thấy thần thái của Hạ Thiên, biết nàng ta có khuyên cũng vô dụng. Nàng ta quyết định im lặng không nói nữa. Hạ Thiên cũng không hứng thú nói chuyện tiếp với bà thím này nữa. Hắn hướng thẳng xuống linh mạch dưới lòng đất. Hy vọng ngươi không sao. Nữ nhân mặc váy trắng đứng im tại chỗ nhìn Hạ Thiên rời đi, miệng lẩm bẩm ta cũng không ngăn cản được. Cho dù Trương Minh đã có biết, ông ta cũng không trách được ta. Lúc này, một bóng người từ trong bóng tối bước ra, nghiêm nghị quát, Liễu Tích Hoa, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Ta muốn làm gì thì làm cái đó, không cần ngươi để ý đến. Nữ nhân mặc váy trắng nhìn thoáng qua bóng người đến, lông mày cau lại. Người đến là một đạo sĩ trung niên, mặc một bộ đạo bào màu xanh lam vừa vặn với cơ thể. Điều lạ là ông ta còn đeo một thắt lưng màu vàng, cảm giác có chút sợ dở ương ương. Bần đạo là dược chủ của ngươi. Nếu không phải bần đạo đưa giải dược định kỳ cho ngươi, mỗi ngày trôi qua của ngươi đều sống không bằng chết. Đạo nhân áo lam cười đắc ý, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu, chẳng lẽ mấy chục năm đau đớn còn không dạy ngươi biết ngoan ngoãn sao? Có gan thì các ngươi giết chết ta đi. Nữ nhân mặc váy trắng tức giận quát, bằng không, lão nương sớm muộn gì cũng có một ngày chém các ngươi thành muôn mảnh. Về sau, ngươi đừng nói nhảm mấy lời này nữa. Đạo sĩ áo lam cười nhạo, lãnh ý hiện lên trong mắt, nếu ngươi có bản lãnh này, ngươi đã không bị vây ở đây hơn 10 năm. Ông ta hơi mất kiên nhẫn, nghi thức sắp bắt đầu rồi. Cấp trên có lệnh, tất cả những người không liên quan đều phải xử lý. Ngươi biết mình nên làm cái gì rồi chứ? Nữ nhân mặc váy trắng lạnh lùng nói, không biết. Cho dù biết, ta cũng không làm. Ngươi đừng để ta không nể mặt nhé. Đạo sĩ áo lam giận dữ, nhưng sau đó cười lạnh, chẳng lẽ ngươi tin tưởng thằng nhóc kia đã thật sự giải được cấm chế của ngươi? Đích thân đại tiên ra tay, trên thế giới không có người giải được. Chưa chắc, quỷ y Trương Minh đã ở đây, chắc chắn ông ấy có thể giải được. Vừa rồi. Sở dĩ nữ nhân mặc váy trắng không vận chuyển chân khí kiểm tra thật giả y thuật của Hạ Thiên, bởi vì nàng ta biết có người đang giám sát mình. Chỉ cần chân khí bên trong cơ thể có chút di động, những người hại nàng ta lúc trước sẽ cảm nhận được. Đạo sĩ áo lam khinh bỉ nói, năm đó, y thuật của Trương Minh Đà quả thật kinh người, nhưng 20-30 năm rồi cũng chẳng thấy tăm hơi của ông ta. Đoán chừng, ông ta không chết thì cũng đã bị phế. Vậy ngươi có biết đứa nhỏ vừa rồi tự xưng mình là đồ đệ của Trương Minh Đà hay không? Nữ nhân mặc váy trắng bật cười, ngươi đoán hắn có học được 10 thành y thuật của Trương Minh Đà hay không? Học được thì đã sao? Vẻ khinh thường trên gương mặt đạo sĩ áo lam lại càng đậm, tên nhóc đó chẳng qua chỉ mới hơn 20 tuổi, hắn có thể học được bao nhiêu y thuật chứ? Nữ nhân mặc váy trắng tiếp tục châm chọc, ngươi đừng quên, khi Trương Minh Đà thành tựu danh quỷ y, ông ta cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Ngươi, đạo sĩ áo lam phát hiện mình nói không lại, đành phải lạnh giọng cảnh cáo, tóm lại, tốt nhất ngươi nên từ bỏ vọng tưởng của mình. Không ai có thể giải được chân khí tiên thiên của đại tiên sư. Nếu ngươi không nghe lời ta, ngươi đừng hòng nghĩ đến giải dược tháng sau. Nếu ta nói, ta không cần giải dược, ngươi có tin không? Nữ nhân áo trắng bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt đạo sĩ áo lam. Con ngươi tràn ngập sát cơ. Đạo sĩ áo lam cả kinh quát lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có làm loạn, ta là cung trùng dương, Ông ta còn chưa nói hết lời, năm ngón tay của nữ nhân mặc váy trắng đã như lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua ngực của ông ta. Lúc này, một quả tim hàng thật giá thật bị móc ra, vẫn còn đập bình bịch. Chấm. Hàng chục nghìn mét dưới lòng đất hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh u ám. Mục nát như trong tưởng tượng. Nơi này, chẳng những ánh sáng cực kỳ đầy đủ, hơn nữa địa hình còn rất khoáng đạt. Thạch nhũ tinh xảo muôn hình vạn trạng từ trên đỉnh đầu rủ xuống, dưới chân còn có nước chảy róc rách, nghiễm nhiên là một phúc địa động thiên. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần đang đứng một góc của bãi đất rộng, đưa mắt nhìn một đài cao cách đó không xa, ở giữa là một vực sâu rộng hơn ngàn mét. Một đan đỉnh rất lớn được đặt trên đài cao và một số dụng cụ cực kỳ thô sơ. Vô số dây cáp thông xuống dưới đài cao. Ở đó chính là đầu nguồn ánh sáng, linh quang màu xanh phát ra từ linh mạch dưới lòng đất. Cao Kiếm Phong dẫn theo 10 ẩn vệ bận rộn trên đan đỉnh. Tiểu đạo cô niệm tâm bị 2 ẩn vệ giữ lại, miệng cũng bị dán băng dính.
Một lát nữa thôi, cô bé sẽ bị ném vào trong đan đỉnh làm vật hiến tế. Nhụy Nhụy tỷ, làm sao chúng ta vượt qua được đây? Thạch Thuần hơi do dự, nếu chỉ là khoảng cách mấy trăm mét, nàng tin rằng mình có thể vượt qua. Bây giờ nàng không dám hứa chắc. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, có chút lo lắng, đáng lý vừa rồi chúng ta phải tìm đường trước, bây giờ tìm lại, sợ là đã muộn. Sớm biết như vậy, muội đã không bỏ rơi tỷ phu. Có hắn ở đây, chút khoảng cách này chẳng tính là gì. Thạch Thuần hơi hối hận. Ninh Nhụy Nhụy tán đồng câu nói này, nhưng hiện tại nàng không thể giải quyết được vấn đề trước mắt, nếu không thì như thế này, tỷ đỡ muội nhảy nửa đường, sau đó muội từ người của tỷ mượn lực nhảy lên đài cao. Không được, Thạch Thuần quả quyết từ chối, Nhụy Nhụy tỷ, tỷ tưởng muội khờ à? Cứ như vậy, chẳng phải tỷ sẽ rơi xuống vực sao? Không sao đâu, Ninh Nhụy Nhụy đã sớm cân nhắc qua tình huống này, bên dưới là linh mạch, không phải đá, tỷ không sao đâu. Chỉ cần có thể cứu được người, tỷ cũng không phải mạo hiểm không công. Thạch Thuần vẫn lắc đầu như cũ, vẫn không được, ai cũng không biết rớt vào linh mạch sẽ như thế nào. Nếu chẳng may tỷ xảy ra chuyện, muội sẽ áy náy suốt đời. Muội sợ cái gì chứ? Ninh Nhụy Nhụy cũng không quá lo lắng, chỉ cần muội kịp thời gọi Hạ Thiên đến, cho dù tỷ chết thật, hắn cũng có thể cứu sống tỷ. Nhưng nếu hài cốt của tỷ không còn thì sao? Thạch Thuần không khỏi nhìn thoáng qua vực sâu linh mạch, nó giống như một con rồng lớn màu xanh đang ngủ say, trước khi chúng ta còn chưa rõ ràng hậu quả rơi vào linh mạch, muội cảm thấy không nên mạo hiểm. Nếu chúng ta còn chậm trễ, Niệm Tâm sẽ chết. Ninh Nhụy Nhụy lo lắng nói, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác. Thạch Thuần đề nghị, Nhụy Nhụy tỷ, nếu không thì đổi ngược lại, tỷ đạp lên người muội bay qua. Muội nói mò cái gì thế? Ninh Nhụy Nhụy đưa tay đánh Thạch Thuần một cái. Nhụy Nhụy tỷ, thật ra muội có một biện pháp trong tuyệt vọng. Thạch Thuần đưa mắt nhìn tinh thạch to lớn trên đỉnh, mỉm cười nói. Trên đài cao, đám ẩn vệ đang châm lửa cho đan đỉnh. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao làm mãi cũng không thành công. Cao Kiếm Phong có chút nôn nóng, quát lớn với đám ẩn vệ, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Nếu trễ nãi chuyện thành tiên của lão tử, các ngươi đều phải chết. Thôn trưởng Cao, việc này không thể trách chúng ta được. Một ẩn vệ đầu mục giải thích, đám ẩn tu được phái xuống trước đó, bọn họ đã phát hiện ra manh mối, cho nên bọn họ cố ý kéo chậm tiến độ, thành ra. Câm miệng. Cao Kiếm Phong không nghe lọt bất kỳ câu nói nào, ta cho các ngươi thêm 5 phút. Nếu lửa đan đỉnh còn chưa được đốt lên, ta sẽ ném toàn bộ các ngươi vào hiến tế chung. Rõ. Đám ẩn vệ đành phải thêm chút sức. Lửa đan đỉnh và lửa bình thường không giống nhau, cần phải tốn chân khí, hơn nữa còn không bị quấy rầy trong một khoảng thời gian, lại càng không thể gián đoạn. Oanh. Trong lúc lửa đan đỉnh sắp đốt lên, một tiếng động kỳ lạ không biết từ nơi nào truyền đến. Dọa đám ẩn vệ nhảy dựng, chân khí cũng bị đoạn mất. Chuyện gì xảy ra thế? Cao Kiếm Phong giận dữ hét, các ngươi muốn ta giết chết các ngươi sao? Ẩn vệ đầu mục lên tiếng, thôn trưởng Cao, hình như hai cô gái đối diện đang dở trò quỷ. Bọn họ muốn qua đây. Qua đây cái rắm, đối diện nơi này cách mấy ngàn mét, làm sao mà đến được? Bọn họ có thể bay được sao? Cao Kiếm Phong giận không kềm được, chỉ vào đám ẩn vệ, mắng to. Nhưng hình như bọn họ đang bay đến. Cao Kiếm Phong nhìn sang, ông ta nhìn thấy hai bóng người mảnh mai đang bay lượn giữa không trung, không khỏi kinh ngạc, cái này, không thể nào. Nhưng sự thật lại là như vậy, khoảng mấy phút nữa, bọn họ sẽ đến đài cao. Đầu mục ẩn vệ hơi lo lắng, thôn trưởng Cao, chúng ta làm thế nào bây giờ? Cao Kiếm Phong vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật trước mắt, ở đây là nơi cách linh mạch gần nhất. Xung quanh đều có linh áp khổng lồ. Nếu chúng ta không dựa vào bộ quần áo này, còn uống thêm đan dược giảm tải linh áp, tâm mạch của chúng ta nhất định đã vỡ vụn, miệng phun máu tươi mà chết. Tại sao bọn họ lại làm được? Đầu mục ẩn vệ đáp, có lẽ bọn họ có thể chịu được linh áp. Buồn cười, điều đó lại càng không thể nào. Cao Kiếm Phong quả quyết bác bỏ suy đoán này, lý do cũng rất đơn giản, muốn kháng trụ linh áp nơi đây, trừ phi kết thành kim đan. Hai cô gái kia chẳng qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng có kim đan. Điều này cũng đúng, ngay cả núi Trung Nam, cũng chỉ có trưởng giáo lữ của cung Trùng Dương mới đạt đến kim đan kỳ.
Đầu mục ẩn vệ cũng cho rằng suy đoán của mình không thực tế, trừ phi hai người bọn họ là người của tiểu tiên giới. Bằng không, nói đến đây, hắn ta bỗng cả kinh, nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ bọn họ chính là người của tiểu tiên giới? Là cái đầu ngươi đấy. Tuy Cao Kiếm Phong đã lớn tuổi, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như cũ. Ông ta nhấc chân đạp lăn đầu mục ẩn vệ, nếu thật sự là người của tiểu tiên giới đến, ngươi cho rằng lão yêu quái họ Lữ của cung Trùng Dương sẽ không xuất hiện. Lúc đó còn gì là chuyện của chúng ta nữa? Bây giờ chúng ta nên xử lý như thế nào? Bọn họ sắp đến rồi. Đầu mục ẩn vệ hơi lo lắng, nếu để bọn họ đến, gây nhiễu loạn lửa đan đỉnh, chúng ta sẽ phí công nhọc sức mất. Cao Kiếm Phong quan sát mấy giây, lập tức nhìn ra được mánh khóe. Ông ta quay sang nói với đám ẩn vệ, mấy người các ngươi phát huy tối đa công dụng của bộ quần áo, sau đó cố gắng leo lên đỉnh đánh nát toàn bộ thạch nhũ cho ta. Hai ả nương môn đó chẳng biết bay đếch gì đâu, bọn họ chỉ mượn lực từ thạch nhũ mà thôi. Vâng, đám ẩn vệ nhấn xuống tất cả cúc áo trên người mình, cả người dâng lên một luồng ánh sáng màu xanh, sau đó ẩn vào trong không khí, biến mất không thấy đâu. Một bên khác, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần còn đang mượn lực nhảy vọt giữa không trung càng lúc càng cảm thấy phí sức. Bên dưới bọn họ xuất hiện ánh sáng màu xanh vô tận của linh mạch dưới lòng đất. Loại ánh sáng này khiến hai người đầu váng mắt hoa. Quan trọng hơn, một luồng linh áp khổng lồ lúc nào cũng đè nặng trên người bọn họ, khiến bọn họ không cách nào vận khí một cách tự nhiên. Bọn họ đương nhiên không nghĩ ra, khoảng cách mấy ngàn mét lại khiến bọn họ phí sức đến như thế. Lúc này, hai người đã hiểu ra, linh mạch dưới lòng đất không phải ai cũng có thể đến được. Hai người đã là tu tiên giả, nhưng vẫn bị linh mạch áp chế đến chật vật. Người bình thường đoán chừng không chịu nổi mấy phút, tâm mạch đã vỡ vụn mà chết. À, Nhụy Nhụy tỷ cẩn thận, hình như có thứ gì đó bay đến. Thạch Thuần cảm nhận được sự khác thường ở đằng trước, vội lên tiếng nhắc nhở. Tiếp theo, thạch nhũ đang buông lỏng trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên liên tiếp đứt gãy, tốc tốc tốc, toàn bộ rơi vào trong linh mạch. Ninh Nhụy Nhụy lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng vội nói với Thạch Thuần, chúng ta phải nhanh lên nữa. Bọn họ muốn phá hủy toàn bộ thạch nhũ trên đỉnh đầu, khiến chúng ta không chỗ mượn lực. Thạch Thuần cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai người vừa mới đi được hơn phân nửa đường. Nếu đằng trước không còn thạch nhũ để mượn lực, bọn họ chỉ có thể rơi xuống. Đến lúc đó, nói không chừng chờ đợi bọn họ là cái chết. Vì kế hoạch hôm nay, bọn họ chỉ có thể kềm nén cảm giác một ngạt áp chế, cố vận linh khí gia tăng tốc độ. Đám ẩn vệ cũng đang đón đầu Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, thỉnh thoảng từ một nơi bí mật đánh lén hai người, nhiễu loạn khí tức của bọn họ. Tiếp tục như vậy mãi cũng không được. Ninh Nhụy Nhụy đánh bay ba tên ẩn vệ đánh lén xong, quay sang nói với Thạch Thuần, muội qua đây đi. Tỷ trước ném muội qua bên đó. Bằng không, hai người chúng ta sẽ rơi xuống hết. Trước mắt, tình huống đang rất nguy cấp, không thể do dự được nữa. Thạch Thuần phân rõ nặng nhẹ, lập tức gật đầu, nhanh chóng đến gần Ninh Nhụy Nhụy. Đám ẩn vệ kia đương nhiên sẽ không để bọn họ đạt được mục đích, gia tăng tốc độ phá hư thạch nhũ. Mấy trăm hòn đá to như cây cổ thụ đang trút xuống người Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần như mưa đá. Đi, Ninh Nhụy Nhụy cắn chặt răng, ngạnh kháng luồng linh áp khổng lồ, ném Thạch Thuần ra ngoài như ném lựu đạn. Thạch Thuần hóa thành một luồng sấm sét lao thẳng về phía đài cao đối diện. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời thoát lực, rốt cuộc không chống đỡ nổi luồng linh áp khổng lồ, máu tràn ra khóe miệng, cả người như trang giấy rơi xuống. Một số ẩn vệ đuổi theo Thạch Thuần, những người còn lại cũng không nhàn rỗi, phát động công kích với Ninh Nhụy Nhụy, muốn giết chết nàng trước khi nàng rơi vào linh mạch. Ninh Nhụy Nhụy dĩ nhiên không có chuyện ngồi đó chờ chết. Nàng ra sức phản kích. Tuy nhiên lực bất tòng tâm, trong lòng dần dần có dự cảm không ổn. Chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự phải chết ở chỗ này? Bành, bành, bành. Đúng vào lúc này, chỗ đám ẩn vệ đang ẩn mình đột nhiên nổ tung, tất cả đều rơi xuống ánh sáng màu xanh vô tận dưới vực sâu. Tiểu muội chân dài, hai người cũng đâu cần phải vội vã như thế, chờ ta đến không được sao? Một giọng nói lười biếng vang lên. Đồng thời một cánh tay hữu lực mạnh mẽ vòng qua eo Ninh Nhụy Nhụy. Một luồng linh khí ấm áp như gió xuân chậm rãi rót vào trong cơ thể của nàng, nhanh chóng tiêu trừ luồng linh áp khổng lồ, đồng thời cũng chữa khỏi thương thế cho nàng. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên với ánh mắt biết ơn,
nhưng miệng vẫn không chịu thua, sự việc khẩn cấp, chờ ngươi cả nửa ngày cũng không thấy đến. Nếu còn chậm trễ hơn nữa, tiểu đạo cô niệm tâm sẽ bị ném vào trong đan đỉnh thiêu chết. Yên tâm đi, con bé đó không chết được đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, tiểu đạo cô đó không đơn giản. Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên nói chuyện xưa nay không bao giờ bắn tên không đích, không khỏi hỏi lại, chẳng lẽ niệm tâm không ổn? Vấn đề của con bé đó nói sau. Tay trái Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy lao về phía Thạch Thuần, tay phải chộp tới, ôm Thạch Thuần vào trong ngực. Thạch Thuần nhìn thấy Hạ Thiên, không khỏi hưng phấn, nhưng vẫn phàn nàn, tỷ phu, ngươi còn biết chạy đến sao? Nếu ngươi không đến, chúng ta gặp nguy hiểm mất. Vừa rồi rõ ràng là ngươi bỏ ta lại, một mình chạy đi mà. Hạ Thiên không khỏi trợn mắt với Thạch Thuần, bây giờ ngươi còn mặt mũi nào mà nói ta? Ta xin lỗi, Thạch Thuần chép miệng, nhưng ta cũng chỉ vì nôn nóng cứu người. Hạ Thiên một tay ôm một mỹ nữ, chỉ mất 2-3 giây ngắn ngủi đã đến đối diện đài cao. Đám ẩn vệ truy kích Thạch Thuần không hiểu sao cũng bị nổ tung rơi xuống linh mạch bên dưới. Đám thùng cơm này, có chút chuyện nhỏ như thế cũng không làm được. Cao Kiếm Phong nhìn thấy cảnh này, tức đến muốn nổ phổi, quát lớn với Hạ Thiên, nhóc con, vì sao ngươi cứ như âm hồn bất tán? Ta và ngươi cũng không có thù hận lớn đến như thế. Chúng ta vốn không có, nhưng bây giờ đã có. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi dám ra tay với mấy nữ nhân của ta. Các ngươi chết chắc rồi, một tên cũng trốn không thoát. Cao Kiếm Phong nghẹn họng, liền mắng lại, hai cô gái này đuổi theo không bỏ, chẳng lẽ ta không thể phản kích sao? Không thể, Hạ Thiên nghiêm túc nói, nữ nhân của ta muốn đánh ngươi, muốn giết ngươi. Ngươi nên đứng thẳng để nàng ấy đánh, nàng ấy giết. Nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha con mẹ nó, Cao Kiếm Phong cảm thấy tên nhóc trước mặt đang trêu tức ông ta, lão tử sớm chết mất tiêu rồi còn cần ngươi thả sao? Buồn cười. Hạ Thiên hơi thất vọng, lắc đầu, ta đã cho lão ngốc ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không dùng. Ngươi không thể trách được ta. Tiểu tử, thật ra ta đã biết ngươi có mục đích gì. Cao Kiếm Phong không tin Hạ Thiên chỉ vì hai cô gái này mà đến đây. Ông ta nghiến răng nói, nếu ngươi muốn một chén canh, được, ta thấy bản lãnh của ngươi cũng rất lớn, chúng ta không ngại hợp tác một lần. Hạ Thiên nghe cũng chẳng muốn nghe, lắc đầu nói thẳng, ta chẳng hứng thú. Ngươi nghe xong đi rồi nói sau. Cao Kiếm Phong vỗ vào đan đỉnh bên cạnh, ta đã trộm thứ này từ cung trùng dương hơn 20 năm trước, có thể luyện hóa linh mạch. Từ đó rút ra linh khí tinh thuần nhất trong trời đất. Nói xong, ông ta đưa tay chỉ vào linh mạch giống như con cự long nằm dưới lòng đất, ngươi cũng nhìn thấy linh mạch nơi này rồi đấy, một mình ta nhất định không dùng hết. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta, chờ sau khi ta thành tiên, ta sẽ giao đan đỉnh này cho ngươi. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi muốn thành tiên hay là hai người đàn bà của ngươi muốn thành tiên, tất cả đều không thành vấn đề. Điều kiện này đủ phong phú rồi chứ. Ngươi cho rằng ngươi ngu thì người khác cũng ngu theo ngươi sao? Hạ Thiên cảm thấy nhàn chán, nói thẳng, ngươi biết rõ những gì mình làm đều bị cung trùng dương giám sát. Cho nên ngươi muốn ta gánh trách nhiệm thay cho ngươi. Đáng tiếc, ta không có ngu như ngươi, cũng chẳng có hứng thú muốn thành tiên. Ai thành tiên, người đó sẽ được trường sinh bất tử, ngươi còn nói mình không có hứng thú. Cao Kiếm Phong khó tin nhìn Hạ Thiên, ta thấy ngươi cũng là người tu hành, hơn nữa tu vi không thấp. Điều này nói rõ ngươi đang theo đuổi nó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, ta không phải theo đuổi những thứ này, mà là ta đã có được những thứ này. Đồng thời cũng có thể ban chúng cho bất cứ kẻ nào. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần tiên sao? Phật tổ sao? Cao Kiếm Phong tưởng rằng ông ta đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên đời, ngươi dựa vào cái gì mà nói khoác như thế? Ta không phải thần tiên, cũng không phải Phật tổ. Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, giọng nói bình thản, chỉ dựa vào ta là Hạ Thiên. Hạ của Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Thiên trong đệ nhất thiên hạ, tại sao ngươi không nói mình là chính là trời luôn đi? Cao Kiếm Phong khịt mũi coi thường. Hạ Thiên gật đầu, hờ hững nói, nếu ngươi nhất định cho rằng như thế, cũng được, ta không phủ nhận. Cho dù ngươi có là trời, ngươi cũng không ngăn cản được ta. Cao Kiếm Phong thật sự bất mãn với thái độ của Hạ Thiên, nếu ngươi khăng khăng muốn đối nghịch với ta, chờ sau khi ta thành tiên, ngươi là người đầu tiên mà ta giết.
Hạ Thiên cười hì hì, ngươi không thành tiên được đâu, nhưng ngươi rất có thể sẽ thành quỷ. Đúng lúc này, đầu mục ẩn vệ nhỏ giọng nói với Cao Kiếm Phong, thôn trưởng Cao, đan hỏa đã được đốt lên, có thể bắt đầu rồi. Vậy ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Linh uẩn phân tiên nhân, đan thành chiếu càn khôn, bây giờ chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Cao Kiếm Phong bỗng nhiên đưa tay vỗ một cái vào đan đỉnh. Đan hỏa trong nháy mắt bùng lên, bụng đan đỉnh cũng phóng ra luồng ánh sáng màu xanh rực rỡ, chiếu sáng bốn phía đài cao. Những đường ống thông xuống vực sâu cũng sáng lên. Không bao lâu sau, không ngừng có linh khí từ dưới đất tiến vào bên trong đan đỉnh. Ta chẳng quan tâm ngươi luyện khí hay là luyện đan. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra đứa bé kia, ngươi thành tiên hay thành quỷ đều không liên quan đến ta. Bằng không, ngươi thành tiên hay thành quỷ cũng đều vô dụng. Bây giờ các ngươi muốn thoát khỏi liên lụy cũng đã muộn rồi. Cao Kiếm Phong cười lạnh, các ngươi đã nhìn thấy đan đỉnh, biết được chuyện ta hấp thu linh mạch. Nếu ta không thể sử dụng các ngươi, ta cũng chỉ có thể trừ bỏ các ngươi. Thạch Thuần thật sự không hiểu được người này đang suy nghĩ cái gì, này, ta khuyên ngươi nên nghe theo lời tỷ phu của ta đi. Nếu không, ngươi chết thật đấy, tuyệt không nói đùa. Ta không có nói đùa, Cao Kiếm Phong hừ lạnh, một tay đặt lên nắp đan đỉnh, các ngươi còn chưa hiểu được tình thế bây giờ sao? Ninh Nhụy Nhụy kéo Thạch Thuần, nhẹ giọng giải thích, người này mất hết lý trí rồi, muội có nói cái gì cũng vô dụng thôi. Vâng, Thạch Thuần hiểu ra, chúng ta cứ đi cứu Niệm Tâm trước. Nói xong, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần nhanh chóng hành động, bỏ qua Cao Kiếm Phong, lao thẳng đến chỗ Niệm Tâm đang bị bắt. Thôn trưởng Cao, chúng ta nên làm cái gì đây? Đầu mục ẩn vệ biết bọn họ nhất định không phải là đối thủ của Hạ Thiên, hơi do dự hỏi Cao Kiếm Phong. Cao Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, tay giữ chặt cổ tiểu đạo cô Niệm Tâm, nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, các ngươi tốt nhất đứng yên ở đó cho ta. Nếu không, ta bẻ gãy cổ con bé này. Sốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nó chẳng qua chỉ là một đứa bé thôi mà. Thạch Thuần hơi tức giận chỉ vào Cao Kiếm Phong, chẳng lẽ một chút nhân tính ngươi cũng không có? Ta đã sắp thành tiên, cái gì là nhân tính nữa chứ? Cao Kiếm Phong cảm thấy mấy lời này khá buồn cười, ta vốn định trước khi chính thức khai đỉnh sẽ hiến tế một đồng nữ để gia tăng xác suất thành công. Đáng tiếc lại bị các ngươi quấy nhiễu. Hiến tế đồng nữ, Ninh Nhụy Nhụy cau mày, xem ra, ngươi không phải muốn thành tiên mà là muốn thành yêu. Chỉ có yêu ma quỷ quái mới làm những chuyện phi nhân tính đến như thế. Cao Kiếm Phong đích thật đã mê mẩn tâm trí, ai nói gì cũng nghe không vô, hừ. Bây giờ các ngươi làm gì cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi, chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả. Nếu đã không có ý nghĩa, vậy ngươi bắt Niệm Tâm cũng có ý nghĩa gì đâu. Thạch Thuần kịp thời đáp lại, ta thấy thật ra ngươi đang rất sợ hãi. Cho nên ngươi muốn nắm chặt thứ gì đó trong tay. Hừ, các ngươi đúng là đáng ghét. Cao Kiếm Phong ẩn nhẫn hơn 30 năm, tính tình vốn đã thay đổi, bây giờ lại bị Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy liên kích. Ông ta lại càng không ổn định, các ngươi muốn cứu người đúng không, vậy các ngươi cứu đi. Nói xong, Cao Kiếm Phong giơ tiểu đạo cô Niệm Tâm lên cao, đột nhiên ném xuống vực sâu. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần không khỏi sợ hãi, muốn nhào qua cứu. Hai người đừng nhúc nhích, để ta. Hạ Thiên từ tốn nói một câu, thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cao Kiếm Phong cười lạnh không thôi, không thèm quan tâm đến đám người Hạ Thiên nữa. Quay sang nói với đầu mục ẩn vệ, bây giờ điều các ngươi cần phải làm chính là toàn lực bảo vệ sự an toàn cho ta. Chờ ta thành tiên, đến lúc đó các ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt đâu. Vâng, ánh mắt ẩn vệ đầu mục chẳng hiểu sao lại ngừng lại vài giây, sau đó mới từ vực sâu thu hồi lại, thức thời thối lui đến sau lưng Cao Kiếm Phong. Lúc này, áo choàng tàng hình của Cao Kiếm Phong sáng lên. Ông ta mở nắp đan đỉnh, leo vào ngồi xếp bằng. Chưa được vài giây, cả người ông ta bị linh khí nồng đậm nuốt mất, ẩn mình giữa ánh sáng màu xanh. Đầu mục ẩn vệ lập tức cùng với những thành viên còn lại đứng chung quanh đan đỉnh, cẩn thận bảo vệ từng chút một. Tỷ phu, tại sao lại chậm như vậy? Thạch Thuần nhìn xuống vực sâu, với bản lãnh của hắn, hắn cứu người phải rất nhanh mới đúng chứ? Thạch Thuần vừa dứt lời, Hạ Thiên đã ôm tiểu đạo cô Niệm Tâm xuất hiện giữa đài cao. Các người không sao chứ? Ninh Nhụy Nhụy hơi nghi hoặc, cũng không phải lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên, chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ quái.
Khi bọn họ xuất hiện, nàng lập tức hỏi thăm. Tiểu đạo cô niệm tâm há miệng muốn nói cái gì đó nhưng không phát ra được âm thanh. Tỷ phu, con bé bị sao vậy? Thạch Thuần quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn tiểu đạo cô niệm tâm, sau đó rút ngân châm tiện tay đâm cho nàng một châm, bị điểm á huyệt, bây giờ không sao rồi. Cảm ơn Hạ Thiên thúc thúc và hai tỷ tỷ xinh đẹp. Tiểu đạo cô niệm tâm vô cùng hiểu chuyện, lập tức nói lời cảm ơn ba người, giọng điệu rất chân thành. Thạch Thuần hỏi, người đã cứu được, bây giờ chúng ta rút lui như thế nào? Ta không thể đi, cha của ta vẫn còn nằm trong tay bọn họ. Tiểu đạo cô niệm tâm lắc đầu, kiên định nói, ta không biết bây giờ ông ấy như thế nào. Ta nhất định phải nghĩ cách cứu ông ấy. Ninh Nhụy Nhụy thở dài, bản thân ngươi còn lo chưa xong, có thể cứu người gì chứ, để chúng ta giúp ngươi. Không cần đâu, mọi người cứu ta đã là thiên đại ân tình, ta thật sự không muốn lại làm phiền mọi người. Tiểu đạo cô quật cường lắc đầu, chỉ cần tìm được cha ta ở đâu, ta nhất định sẽ có cách cứu ông ấy trở về. Thạch Thuần thản nhiên nói, chúng ta đã liên lụy vào chuyện này, muốn thoát thân đoán chừng không dễ dàng như vậy. Phiền phức chân chính hẳn còn nằm ở đằng sau, đến lúc đó cứu cha ngươi cũng chỉ là chuyện thuận tay mà làm thôi. Hạ Thiên nháy mắt với Thạch Thuần, có chút ngoài ý muốn, Thuần nha đầu, khó có được có lúc ngươi biết nói mấy lời như thế, có tiến bộ. Tỷ phu, ngươi nói vậy là có ý gì? Thạch Thuần bất mãn chừng mắt nhìn Hạ Thiên, ý của ngươi là, lúc trước ta một chút tiến bộ cũng không có. Đúng, Hạ Thiên gật đầu tán đồng. Thạch Thuần lẩm bẩm, tỷ phu, ngươi nói như vậy, ta chẳng vui tí nào. Ta vẫn luôn tiến bộ mà. Tiến bộ hay thụt lùi, chờ sau khi trở về, hai người từ từ thảo luận lại. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy hai người này thật sự quá ngây thơ, có thể vô tư đấu võ mồm trong hoàn cảnh như thế này, các người nên suy nghĩ tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào. A, à, Cao Kiếm Phong bên trong đan đỉnh chẳng biết tại sao lại lớn tiếng kêu lên sợ hãi, âm thanh rất lớn, dường như ông ta đã dồn hết khí lực để giống lên, nhưng người nghe không biết rốt cuộc tiếng giống này là do hưởng thụ hay là đau đớn. Ông ta bị gì rồi? Thạch Thuần khó hiểu, không phải nói lợn chết không sợ bỏng nước sôi sao? Ông ta lớn tiếng như vậy để làm gì? Ninh Nhụy Nhụy nghe Thạch Thuần so sánh Cao Kiếm Phong với lợn chết, không nhịn được bật cười, uổng cho muội lúc này còn có tâm trạng nói đùa. Hình như ông ta thất bại rồi. Tiểu đạo cô niệm tâm nhận ra điều gì đó, chỉ vào trong đan đỉnh kia sắp không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta mau tránh đi. Tiểu đạo cô niệm tâm còn chưa nói xong, đan đỉnh quả nhiên chấn động kịch liệt. Rất nhiều ánh sáng màu xanh mãnh liệt bắn ra, giống như mấy ngọn đèn neon ở sàn nhảy, chỉ là màu sắc quá đơn điệu. Ẩn vệ, mau hộ pháp cho ta, trấn trụ đan đỉnh. Cao Kiếm Phong bên trong đan đỉnh lớn tiếng quát tháo. Đám ẩn vệ đứng bên ngoài đan đỉnh đều nghe rõ tiếng quát tháo của Cao Kiếm Phong, vội quay sang nhìn đầu mục, nhưng gã đầu mục vẫn đứng im không nhúc nhích, làm như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Cao Kiếm Phong bên trong như điên như dại, khàn giọng giống lên, các ngươi muốn tạo phản hay sao? Các ngươi có nghe ta nói không, mau hộ đỉnh đi. Đầu mục ẩn vệ đưa tay đè nắp đan đỉnh, thản nhiên nói với thành viên của mình, các ngươi đừng nhìn xung quanh nữa, chúng ta cứ giữ vững đan đỉnh, đừng để bất cứ kẻ nào đến gần là được. Các ngươi có nghe ta nói hay không? Dám chống lại mệnh lệnh của ta, các ngươi muốn chết à? Cao Kiếm Phong giãy giụa muốn thoát ra ngoài nhưng đáng tiếc, nắp đỉnh đã bị ẩn vệ đầu mục đè lại. Đầu mục ẩn vệ cười nhạt, thôn trưởng Cao, ngươi cứ ở bên trong thành thiên đi. Ngươi nôn nóng ra ngoài làm gì? Chúng ta đang chờ chỗ tốt sau khi ngươi thành thiên đây. Trần Huyền Bằng, ngươi muốn chết đúng không? Thôn trưởng Cao giận dữ đấm vào bốn vách tường đan đỉnh. Đáng tiếc, đan đỉnh quá kiên cố, nắm đấm của ông ta hoàn toàn không có tác dụng. Đành phải kêu gào, chẳng lẽ các ngươi không muốn giải dược sao? Không có giải dược của ta, độc tố trong cơ thể các ngươi sẽ phát tác. Đến lúc đó, các ngươi sẽ sống không bằng chết. Việc này ngươi cứ yên tâm đi. Đầu mục ẩn vệ tên Trần Huyền Bằng cười nói, không phải ở đây đang có đệ nhất thần y trong thiên hạ sao? Hắn ngay cả thuốc của Mạc Vấn Dược mà còn có thể giải được, chút độc tố này của ngươi thật sự không đáng chú ý. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta cũng đâu nhất định sẽ chữa bệnh cho các ngươi. Ta sẽ trả đủ thù lao khiến ngươi hài lòng. Trần Huyền Bằng cũng không để ý, thản nhiên nói,
vị thôn trưởng cao tiềm ẩn ở đây hơn 30 năm, một lòng chỉ muốn trở thành tiên, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhìn thì ý chí rộng lớn đấy, nhưng thật ra chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Ta thì lại khác, ta cũng ẩn cư núi Trung Nam, nhưng ta vẫn biết rõ chuyện thiên hạ, chí hướng càng thêm rộng lớn. Chí hướng của ngươi có lớn hay không, ta chẳng hứng thú muốn biết. Hạ Thiên nhếch miệng, thật ra ta có chút hiếu kỳ, ngươi có thể lấy ra thứ gì khiến ta hài lòng, sẽ không phải mấy cái loại thành tiên thành quỷ đó chứ? Dĩ nhiên không phải rồi, hơn nữa còn liên quan đến nghịch thiên bát châm. Trần Huyền Băng mỉm cười, hẳn ngươi cảm thấy hứng thú rồi chứ? Nghịch thiên bát châm không phải tuyệt mật, người nào mà chẳng biết. Thạch Thuần nói, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy buồn cười, muội nói hơi sai rồi. Ngoại trừ những người bên cạnh Hạ Thiên như chúng ta, những người biết đến nghịch thiên bát châm đến giờ còn chưa quá 10 người. Hạ Thiên lườm Trần Huyền Băng một chút, thản nhiên nói, ta hiểu rồi, ngươi và Hoàng đảo chủ của tiền đồn có quan hệ với nhau. Ông ấy cũng được xem là sư phụ của ta, nhưng ông ấy không muốn thừa nhận. Trần Huyền Băng giải thích, hơn 30 năm trước, ta có tham gia đại hội trường sinh. Lúc đó, ta thắng được một yêu cầu, ta liền thuận thế bái ông ấy làm vi sư. Kết quả, ông ấy chỉ dạy ta một số kỹ năng nhỏ như thiền định, điều khí, cũng không thật sự truyền thuật trường sinh cho ta. Cho nên, ta đã chạy đến Trung Nam Sơn ẩn cư. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy logic không hợp lý chút nào, thuận miệng hỏi, nếu ông ta ngay cả bí mật nghịch thiên bát châm cũng nói cho ngươi biết, ông ấy hẳn rất coi trọng ngươi, tại sao lại không truyền bản lĩnh thật sự cho ngươi? Liên quan đến bí mật nghịch thiên bát châm, là ta nghe lén được. Trần Huyền Bằng cười khổ, nói tiếp, Hoàng đảo chủ thường xuyên nhắc đến chuyện nghịch thiên bát châm với bạn bè của mình, còn nói lão ân sư của ông ta mới là người sở hữu nghịch thiên bát châm chân chính. Về sau không biết là ai đã đánh cắp cả bộ châm pháp. Nghịch thiên bát châm chưa hề có châm phổ, nghe xong liền biết lão đó kia nói hưu nói vượn rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, hơi khinh thường, tuy nhiên, ông ta đã chết rồi, có nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Hoàng đảo chủ chết rồi sao? Trần Huyền Bằng kinh ngạc, ông ấy chết như thế nào? Hạ Thiên lười biếng đáp, là ta giết đấy. Làm sao, người muốn báo thù cho ông ta à? Được rồi, ta và ông ta cũng chẳng có tình cảm gì, cái gọi là tình sư đồ cũng đã sớm tan thành mây khói. Trần Huyền Bằng khoát tay, thấy Cao Kiếm Phong bên trong đỉnh dường như đã không còn khí lực phản kháng, hắn ta quyết định đi vào chủ đề chính, Hạ Thiên, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Ta nói tin tức tuyệt mật về nghịch thiên bát châm cho ngươi biết, ngươi giúp ta làm một việc. Sau khi chuyện thành công, cả hai bên đều có lợi, như thế nào? Ngươi nói tin tức tuyệt mật của ngươi trước đi. Hạ Thiên nhếch miệng, không được hứng thú cho lắm, nếu tin tức này có tác dụng với ta, ta giúp ngươi cũng không phải là không có khả năng. Trần Huyền Bằng nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi do dự, nếu chẳng may ngươi nghe xong rồi đổi ý thì sao? Chuyện mà ta đã đồng ý, ta chưa bao giờ đổi ý. Giọng điệu Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, nếu ngươi không tin, giao dịch cũng không cần thiết phải thực hiện. Ta cứ đâm cho ngươi một châm, ngươi có chiêu thức gì thì cứ sử dụng. Thạch Thuần lên tiếng, nếu ngươi hiểu tỷ phu của ta, ngươi cũng nên biết, hắn chưa từng nuốt lời. Hắn đã nói thì nhất định sẽ làm được. Huống hồ, trên người ngươi cũng chẳng có thứ gì đáng để chúng ta lừa gạt. Ninh Nhụy Nhụy biết nghịch thiên bát châm rất quan trọng đối với Hạ Thiên, vội thuyết phục, bây giờ chúng ta có thể rời đi ngay lập tức, không nhất định phải dính dáng đến chuyện của các ngươi. Trần Huyền Bằng biết hắn ta cũng không còn lựa chọn nào khác, rất nhanh đưa ra quyết định, ta tin ngươi, nhưng ta muốn ngươi giúp ta giải trừ chất độc trong cơ thể, sau đó ta sẽ nói ra tin tức. Hạ Thiên không có ý kiến, thân hình lóe lên đến trước mặt Trần Huyền Bằng, ngân châm như ảnh châm xuống người đối phương 2-3 cái. Sau đó thu châm lại, được rồi. Nhanh như vậy sao? Trần Huyền Bằng thật sự không thể tin nổi. Mặc dù hắn ta đã sớm nghe nói y thuật của Hạ Thiên kinh người nhưng tình huống trước mắt vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Ta không tin, Hạ Thiên thuận miệng nói, ngươi cứ thử vận khí đi rồi sẽ biết. Dù sao Trần Huyền Bằng cũng là tu tiên giả, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng biết hành khí vận khí cơ bản. Nghe Hạ Thiên nói, hắn ta thử vận khí du tẩu chu thiên, quả nhiên phát hiện chất độc trong người đã biến mất toàn bộ. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, y thuật của ngươi còn muốn lợi hại hơn cả Trương Minh Đà. Trần Huyền Bằng tán thưởng không thôi.
Vậy ngươi hãy nói tin tức mình biết đi. Hạ Thiên cũng chẳng vì người khác khen ngợi mà cao hứng. Năm hắn 10 tuổi, y thuật của hắn đã vượt qua khỏi sư phụ của hắn. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi. Trần Huyền Bằng gật đầu, lên tiếng, tin tức này cũng là ta nghe lén được vào năm đó, cũng chỉ vì nó mà ta mới đến Trung Nam Sơn. Ban đầu, ta chỉ muốn thăm dò tin tức kia là thật hay giả, thuận tiện trộm lấy châm phổ nghịch thiên bát châm trong truyền thuyết. Kết quả, ta rơi vào bẫy của người khác, biến thành công cụ 30 năm. Ta hoàn toàn không có hứng thú nghe những gì mà ngươi đã trải qua. Hạ Thiên khó chịu cắt ngang lời Trần Huyền Bằng, ngươi cứ nói thẳng tin tức mà ngươi biết là được. Trần Huyền Bằng xấu hổ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói tiếp, khoảng 60 năm trước, sư phụ Hoàng đảo chủ Ma Vân Chân Nhân đã từng đến Trung Nam Sơn, còn mật đàm với Lữ trưởng giáo 3 ngày 3 đêm, dùng nghịch thiên bát châm đổi lấy tiên thiên công. Về sau có lời đồn, nói Lữ trưởng giáo đã khắc toàn bộ nội dung nghịch thiên bát châm vào chỗ sâu nhất của Hoạt Tử Nhân Mộ. Hoạt Tử Nhân Mộ, Thạch Thuần ngẩn người, nơi này chẳng phải dưới đáy của Hoạt Tử Nhân Mộ sao? Không sai, Trần Huyền Bằng gật đầu, mấy năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm tảng đá đã khắc nghịch thiên bát châm, nhưng không hề có tiến triển. Hạ Thiên nghe xong, hơi thất vọng, chỉ bấy nhiêu thôi sao? Tin tức này cực kỳ chính xác, ta không có lừa người. Trần Huyền Bằng nghĩ rằng Hạ Thiên không tin hắn ta, không khỏi đưa ra ví dụ luận chứng, bằng không, vì sao cha con yêu y Mạc Vấn Dược, còn có thiên y Tiêu Nhất Thủ lại đến Trung Nam Sơn, thậm chí nhị sư phụ của ngươi sát thần Ngải Luân cũng đến. Sao? Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn đối với tin tức này, khó hiểu hỏi, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Cho dù có đến, cũng phải là đại sư phụ Trương Minh Đà của ta đến. Nhị sư phụ của ta là một sát thủ, ông ấy đến đây làm gì? Ta đoán ông ấy có thể nghe được lời đồn đó, cho nên ông ấy đã cố ý đến kiểm tra. Trần Huyền Bằng suy nghĩ một chút rồi nói ra suy đoán của mình, cũng không biết vì sao tin tức ông ấy đến lại bị tiết lộ, dẫn đến lúc đó ông ấy bị ẩn vệ dưới lòng đất, còn có người của Trùng Dương Cung vây công. Thật kỳ lạ. Tại sao nhị sư phụ lại không nói với ta việc này? Hạ Thiên cũng không lo lắng cho an nguy của sư phụ hắn. Bởi vì ông chính là nhất đại sát thần, bây giờ sức khỏe của ông cũng chẳng có gì, nói rõ lúc đó cũng không có gì đáng ngại. Trần Huyền Bằng giải thích, lúc đó, ẩn vệ và đạo sĩ Trùng Dương Cung đều không thể làm gì được ông ấy, ngược lại chúng ta còn tử thương mười mấy người. Tin tức này của ngươi đúng nè. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhị sư phụ của ta đã đến nhưng không nói gì với ta, nói rõ lời đồn về nghịch thiên bát châm là giả. Trần Huyền Bằng không đồng ý với suy luận của Hạ Thiên, kiên trì nói, lời đồn tuyệt đối là thật, chỉ là chưa tìm được tảng đá được khắc mà thôi. Ta nhất định phải tìm cho bằng được, nếu ta thật sự tìm được, hy vọng Hạ Thần Y bỏ qua cho. Vậy ngươi tìm đi, Hạ Thiên nhếch miệng, tỏ vẻ chẳng quan tâm, cho dù tin đồn này là thật, ngoại trừ hắn. Trên trái đất này chẳng ai tu luyện được. Huống chi, cái gọi là tảng đá khắc nghịch thiên bát châm, hắn cơ bản có thể kết luận là giả. Nói không chừng còn là cạm bẫy mà người ta cố tình dựng nên. Đúng rồi, mục đích của ngươi là tìm tảng đá đó, ngươi cũng chẳng có gì xung đột với chúng ta. Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên nghĩ đến một việc, liên quan đến cha của Niệm Tâm, còn có những ẩn sĩ bị lừa gạt xuống đảo Linh Mạch, không biết bọn họ đang ở đâu. Những ẩn sĩ đó không còn tác dụng với chúng ta. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi cao kiếm phong thành tiên, toàn bộ sẽ bị giết để diệt khẩu. Trần Huyền Bằng suy nghĩ vài giây, rốt cuộc lên tiếng, nhưng các ngươi đã lên tiếng, ta cũng sẽ cho người thả bọn họ. Cảm ơn, thành thật cảm ơn ngươi. Tiểu đạo cô Niệm Tâm nghe xong, cảm kích không thôi, cách thật xa vẫn không ngừng cúi đầu cảm ơn Trần Huyền Bằng. Người đang ở bên trong hang đá, từ cửa hang thứ ba đi vào. Các ngươi cứ mang bọn họ đi đi. Trần Huyền Bằng đưa tay chỉ về một hướng, ở đó có 5-6 cửa hang thông đến những hướng khác nhau, chuyện ở đây cứ giao cho ta xử lý. Thạch Thuần hiếu kỳ hỏi thăm, người trong đỉnh chết rồi sao? Đó cũng là do ông ta đáng chết. Trần Huyền Bằng hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi mau đi đi. Nếu không, người của Trùng Dương Cung đến, các ngươi có muốn đi cũng không được. Hạ Thiên cười hì hì, nếu như ngươi muốn nói đến những tên đạo sĩ ngu ngốc mặc áo bảo lam, còn thắt đai lưng, bọn họ đã sớm ở đây rồi. Cái gì? Trần Huyền Bằng cả kinh,
lập tức đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng ném mấy viên đan dược về phía không trung. Bành, bành, bành. Đan dược nổ tung giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành xương trắng đầy trời. Không bao lâu sau, trong xương trắng xuất hiện mấy bóng người, là một đám đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh lam, eo buộc đai lưng. Trần Huyền Bằng, ngươi dám phản bội trưởng giáo. Đừng nói nhảm nữa, người ở đây đều phải chết hết. Giết! Mấy tên đạo sĩ áo lam quát khẽ một tiếng, lập tức phân tán ra, có người nhào về phía bốn người Hạ Thiên, có người rút kiếm chém Trần Huyền Bằng. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Trần Huyền Bằng sợ hãi nhìn thoáng qua đan đỉnh, không chút do dự khiêng nó lên ném về phía đám đạo sĩ. Đã đánh, lần này cô nương ta nhất định phải đánh cho thống khoái. Thạch Thuần chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn. Trước đó, Hạ Thiên luôn nói nàng kinh nghiệm thực chiến không đủ, bây giờ chính là lúc để ma luyện. Ninh Nhụy Nhụy bảo vệ tiểu đạo cô niệm tâm ở sau lưng, cũng không gia nhập chiến đoàn. Lại một đám ngu đến chịu chết, Hạ Thiên nhếch miệng, gương mặt không hề có biểu hiện gì đặc biệt. Bảo vệ linh mạch, không được để đan đỉnh nổ. Đám đạo sĩ nhìn thấy đan đỉnh bay đến, không khỏi sợ hãi. Một người trong đó còn xuất ra cả vốn liếng bảo vệ đan đỉnh. Những người còn lại phân tán bốn phía, có người đuổi theo Trần Huyền Bằng, có người bao vây đám người Hạ Thiên. Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi dám tiến vào cấm địa linh mạch Trung Nam Sơn chúng ta? Đạo sĩ áo lam bảo vệ đan đỉnh trừng mắt nhìn đám người Hạ Thiên, tại sao các ngươi lại đi cùng tên ác nhân Trần Huyền Bằng? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khinh thường nói, các ngươi âm thầm quan sát lâu như vậy. Bây giờ các ngươi lại giả bộ không biết ta. Các ngươi không cảm thấy mình rất ngu sao? Làm càn, gã đạo trưởng kia cau chặt cặp lông mày rậm, đưa tay chỉ Hạ Thiên, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái đó. Nếu không, ngươi đừng trách ta ra tay vô tình, đưa ngươi vào chỗ chết. Thạch Thuần nghe xong, cảm thấy khó chịu, nhìn không được liền nói, ngươi cho rằng các ngươi là ai, lại còn bảo giết chết ngay tại chỗ. Các ngươi tưởng rằng trên đời này không còn pháp luật nữa à? Nơi này là Trung Nam Sơn, tính tình đạo sĩ mày rậm khá nóng nảy, nghe Thạch Thuần nói, tức giận quá to, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện nơi này? Còn nữa, mục đích của các ngươi là gì? Bọn họ đều là người tốt, tiểu đạo cô niệm tâm giải thích thay đám người Hạ Thiên, là ta dẫn bọn họ đến, nhưng về sau lại bị thôn trưởng Cao đưa đến đây. Đạo sĩ mày rậm nghe tiểu đạo cô niệm tâm lên tiếng, liếc nhìn cô bé một cái, có chút ngoài ý muốn, ta nhớ rồi, ngươi là tiểu đạo cô ở An Tâm Quán. Nói như vậy, đám người kia đến đây là vì chỉ thị của Mạc Thủ Huyền. Sư phụ xấu đã chết, tiểu đạo cô niệm tâm lại giải thích, bọn họ đã chữa khỏi bệnh cho sư tổ Gia Gia và ta, sau đó Gia Gia bảo ta dẫn bọn họ đến chữa bệnh cho cha mẹ ta, còn các chú bác trong thôn nữa. Nơi này là Trung Nam Sơn, địa bàn của Trùng Dương Cung, bọn họ tất nhiên biết sự tồn tại của thôn ẩn tu, cũng biết vì sao bọn họ lại ẩn nấp bên trong Hoạt Tử Nhân Mộ, đối với thôn ẩn tu cũng mắt nhắm mắt mở, lười so đo. Tuy nhiên, linh mạch dưới lòng đất là cấm địa của Trung Nam Sơn bọn họ, tuyệt đối không để người ngoài biết được. Nếu không, hậu hoạn sẽ vô tận. Ngươi vừa mới nói cái gì? Sư phụ ngươi đã chết. Đạo sĩ mày rậm bỗng nhiên phát hiện có chút không ổn, sáng nay hắn ta còn đến Trùng Dương Cung nghị sự, tại sao lại chết rồi? Là chuyện khi nào, mau nói. Tiểu đạo cô niệm tâm bị đạo sĩ mày rậm quát đến khóc lớn. Người làm gì thế, hù dọa một đứa bé gái đắc ý lắm sao? Thạch Thuần ôm lấy niệm tâm, đáp lại đạo sĩ mày rậm, Mạc Thủ Huyền ngu ngốc muốn đối phó chúng ta, kết quả ác giả ác báo, hài cốt không còn. Ngươi còn muốn hỏi cái gì cứ hỏi thẳng chúng ta là được. Đạo sĩ mày rậm hừ nhẹ một tiếng, nói với Thạch Thuần, các ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng các ngươi là ai. Tại sao các ngươi lại đến Trung Nam Sơn, tại sao lại xuất hiện bên trong cấm địa Trung Nam Sơn chúng ta? Xem ra đạo sĩ ngươi nghe không hiểu tiếng người. Thạch Thuần nhếch miệng, nhưng không sao, bổn cô nương sẽ trả lời ngươi mấy vấn đề này. Thứ nhất, chúng ta là ai chẳng liên quan đến ngươi. Các ngươi đừng nên xen vào. Thứ hai, chúng ta được mời đến Trung Nam Sơn. Cái này ngươi có thể tự mình thăm dò. Thứ ba, vì sao chúng ta lại ở đây? Ngươi nên hỏi cái người bên trong đỉnh kia chứ không phải hỏi chúng ta. Được rồi, ta đã trả lời xong, ngươi hài lòng chưa?
Thạch Thuần cười hì hì, nói với đạo sĩ mày rậm. Đạo sĩ mày rậm không khỏi giận tím mặt, chỉ vào Thạch Thuần mà mắng, người đúng là không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi mà còn ở đó to miệng. Xem ra, nếu ta không để cho các ngươi nếm thử chút lợi hại, các ngươi hoàn toàn không biết mình đã mạo phạm cái gì. Hạ Thiên bất mãn nhìn gã đạo sĩ, ngươi chú ý giọng điệu khi nói chuyện với chúng ta, nếu không, đừng trách ta đánh ngươi đấy. Gã đạo sĩ mày rậm không nhìn Hạ Thiên, quát to với những đạo sĩ khác, các đạo sĩ khác nghe lệnh, các ngươi hãy bắt những người này về Trùng Dương cung thẩm vấn cho ta. Nếu người nào dám phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Hạ Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trên đời này có một loại người ngu, đã nghe không hiểu tiếng người lại còn không biết nói chuyện. Tỷ phu, người còn khách sáo với bọn họ làm gì? Thạch Thuần dứt khoát nói, chúng ta đánh bọn họ nằm thẳng cẳng, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dõng dạc quá nhỉ, gã đạo sĩ mày rậm hoàn toàn không để đám người Hạ Thiên vào mắt, nếu là như thế, bần đạo sẽ dạy cho các ngươi một bài học trước. Lời còn chưa dứt, gã đạo sĩ mày rậm bỗng nhiên vung đại bào, như một con cú vọ bay lên không trung, mấy chục luồng hàn quang chém xuống đám người Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy nói, đây chính là kiếm khí. Xem ra, gã đạo sĩ kia không đơn giản, chúng ta tránh trước đi. Nhìn qua đúng là lợi hại, Thạch Thuần không phục, nhưng có khi trông thì ngon nhưng dùng lại không được. Tỷ phu, người cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chúng ta cũng chẳng cần tránh. Bọn chúng chẳng đánh trúng người chúng ta được đâu. Gã đạo sĩ mày rậm đang lơ lửng giữa không trung nhìn thấy đám người Hạ Thiên không tránh không né, liền cười lạnh, các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, còn đứng im tại chỗ, quả nhiên không để Trùng Dương cung ta vào mắt. Đã như vậy, ta sẽ khiến các ngươi hối không kịp. Vèo vèo vèo, kiếm khí trong nháy mắt trở nên càng lúc càng dày đặc, như mưa rào tầm tã, khiến người ta không có chỗ trốn. Nhưng Hạ Thiên không hề có ý tránh né. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần lại tin tưởng Hạ Thiên vô điều kiện, cũng không nhúc nhích. A! Mưa kiếm rơi xuống xuyên thủng cơ thể đám người Hạ Thiên, đồng thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đám đạo sĩ áo làm ầm ầm ngã xuống, trên người đều có vết tích kiếm khí chạm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Gã đạo sĩ mày rậm giữa không trung kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Đám kiếm khí đó rõ ràng đã đánh trúng ba người Hạ Thiên. Tại sao đồng bọn của hắn ta lại bị trúng chiêu, các ngươi đang sử dụng yêu pháp gì thế? Hạ Thiên mỉm cười trả lời, đây không phải yêu pháp mà là châm pháp. Xem ra các ngươi chính là ẩn tiên được mời đến. Gã đạo sĩ mày rậm từ giữa không trung rơi xuống, thái độ trở nên tốt hơn nhiều, mặc kệ các ngươi cố ý đến hay là vô tình xâm nhập vào nơi này, tóm lại, các ngươi nhất định phải theo ta đến Trùng Dương cung một chuyến. Chúng ta đến đây chỉ để cứu người. Chúng ta không quan tâm đến chuyện khác. Ninh Nhụy Nhụy kéo Thạch Thuần, không để nàng nói tiếp câu dựa vào cái gì, Trùng Dương cung các ngươi muốn làm gì, chúng ta cũng chẳng có hứng thú. Mọi người bình an vô sự, ai đi đường nấy không phải tốt hơn à? Chỉ sợ không được, gã đạo sĩ mày rậm cau chặt mày, trịnh trọng nói, nơi này là cấm địa Trung Nam Sơn, các ngươi cũng đã nhìn thấy linh mạch dưới lòng đất, ai biết được các ngươi có tiết lộ ra ngoài hay không? Đến lúc đó, Trung Nam Sơn chúng ta tự dưng lại có thêm vô số hậu hoạn. Ninh Nhụy Nhụy đã bắt đầu tức giận, lạnh lùng hỏi, nói như vậy, các ngươi vẫn muốn giết chết chúng ta để trừ tận gốc hậu hoạn. Không giết các ngươi cũng được, nhưng các ngươi phải đến cung Trung Dương gặp trưởng giáo chúng ta. Gã đạo sĩ mày rậm nghiêm túc nói, tuy các ngươi cũng có chút bản lãnh nhưng dù sao nơi này cũng là Trung Nam Sơn. Nếu không có trưởng giáo cho phép, cho dù các ngươi rời đi, về sau các ngươi cũng sẽ gặp phiền phức. Vì thế, ta nghĩ các ngươi nên phối hợp đi. Ta chẳng hứng phối hợp với người khác, cũng không có ai có tư cách phối hợp với ta. Hạ Thiên hơi mất kiên nhẫn, hoặc các ngươi bảo trưởng giáo của các ngươi đến gặp ta, hoặc các ngươi cút ngay cho ta, đừng làm phiền ta nữa. Nếu không, đừng trách ta xử lý hết các ngươi. Gã đạo sĩ mày rậm giận quá hóa cười, vị cư sĩ này, khẩu khí của ngươi lớn thật. Khẩu khí của ta tuyệt không lớn, ngược lại còn rất khiêm tốn. Hạ Thiên hờ hững đáp lại. Được, nể tình các ngươi cũng có quen biết Khâu chân nhân của An Tâm Quán, bần đạo lui thêm một bước. Gã đạo sĩ mày rậm cố nén lửa giận trong lòng, nói tiếp, ta chỉ cần các ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, bần đạo có thể làm chủ thả các ngươi đi.
Thạch Thuần lên tiếng, ngươi có thể hỏi, nhưng chúng ta cũng không nhất định sẽ trả lời. Các ngươi có quan hệ như thế nào với Trần Huyền Bằng? Gã đạo sĩ mày rậm chậm rãi hỏi một câu. Chúng ta chẳng có liên quan gì với Trần Huyền Bằng cả. Ninh Nhụy Nhụy biết Thạch Thuần và Hạ Thiên nói chuyện hơi khó nghe, lập tức lên tiếng, chúng ta vì cứu Niệm Tâm mà đến đây, chẳng qua chỉ mới gặp Trần Huyền Bằng mà thôi. Đạo sĩ mày rậm có chút nửa tin nửa ngờ, hỏi tiếp, hắn ta nói gì với các ngươi? Các ngươi đã đạt thành thỏa thuận gì? Ngươi hỏi hết chưa vậy? Hạ Thiên nhếch miệng, vừa rồi các ngươi nghe lén lâu như thế, cái gì cũng nghe thấy hết, bây giờ còn làm bộ. Ngươi còn hỏi mấy câu nhảm nhí như thế, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Gã đạo sĩ mày rậm im lặng không đáp, thật ra Hạ Thiên nói không sai, đám đạo sĩ bọn họ đã tiềm ẩn các nơi dưới lòng đất, mục đích chính là một mẻ hốt gọn đám người Cao Kiếm Phong. Việc liên quan đến linh mạch dưới lòng đất, hắn ta không thể không cẩn thận. Nếu không phải hắn ta phát hiện tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của Hạ Thiên, đoán chừng hỏi cũng chẳng muốn hỏi, cứ giết người diệt khẩu là xong. Thạch Thuần cũng nói, đúng vậy, ngươi mau đi bắt Trần Huyền Bằng đi. Có gì cứ hỏi hắn ta chẳng phải sẽ rõ hơn sao? Gã đạo sĩ mày rậm không biết đám người Hạ Thiên đang giải thích hay là đang phát tiết cảm xúc, tức giận nói, ban đầu, Trần Huyền Bằng đã bái nhập làm môn hạ Trùng Dương cung ta. Nhưng về sau hắn ta bị phát hiện trộm bí tịch trong môn. Trưởng giáo cho hắn ta thêm một cơ hội làm người, phái hắn ta đến giám sát đám người Cao Kiếm Phong, nghĩ không ra tâm địa của hắn ta khó lường, lại dám phản bội trưởng giáo. Người này đáng chết. Hạ Thiên đáp lại một câu, các ngươi đi giết hắn ta đi, ở đây lãng phí thời gian để làm gì. Bần đạo quan sát Hạ cư sĩ đã từ lâu, biết ngươi là một thần y. Vừa nãy ta ra tay chỉ để thăm dò ngươi mà thôi, mong ngươi đừng trách. Gã đạo sĩ mày rậm trước ngạo mạn sau cung kính, chắp tay nói với Hạ Thiên, bần đạo hành động như vậy, thật ra cũng chỉ muốn mời ngươi cứu một người. Ngươi bày ra đủ trò để giết ta, chính là muốn thăm dò ta. Hạ Thiên bật cười nhìn đạo sĩ mày rậm, nguyên nhân ngươi thăm dò ta là muốn ta giúp ngươi cứu người. Đạo sĩ mày rậm gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Ta mong Hạ cư sĩ sẽ không từ chối. Là đầu óc ngươi có bệnh hay ngươi cảm thấy đầu óc ta có bệnh? Hạ Thiên nhếch miệng, hơi khó chịu nói. Bần đạo cũng không phải cố tình mạo phạm, ta thật sự không còn cách nào. Đạo sĩ mày rậm cũng biết chuyện vừa rồi không thể giải thích rõ, đành phải chuyển sang chuyện khác. Thật ra, có người đã giới thiệu Hạ cư sĩ với bần đạo từ trước, chỉ là ta không dám quấy rầy. Cho nên, ta cố tình gửi thư mời cho ngươi. Mời ngươi đến Trung Nam Sơn gặp mặt. Ta vốn định giải thích mọi chuyện trong đại hội ẩn tiên, nhưng ta thật sự không nghĩ đến Hạ cư sĩ lại đến nơi này. Vì thế, bần đạo không thể không hoài nghi dụng tâm ngươi đến Trung Nam Sơn. Nếu ta không thăm dò thật kỹ, ta thật sự khó mà cảm thấy bình an. Thạch Thuần nghe đạo sĩ mày rậm nói xong, tâm trạng đặc biệt khó chịu, ta thấy cái logic này của ngươi không được hợp lý cho lắm. Ngươi cảm thấy bất an cho nên ngươi mới thăm dò người khác. Khi ngươi cảm thấy an toàn rồi thì lại nhờ anh rể ta giúp ngươi cứu người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta nhất định phải nghe ngươi sao? Ngươi có nghĩ đến nếu chúng ta chỉ là những người bình thường đến nơi này, cái kiểu thăm dò của các ngươi vừa rồi có khả năng đã khiến chúng ta bỏ mạng. Từ lúc các ngươi bước vào Trung Nam Sơn, Trùng Dương Cung cũng đã biết được thân phận của các ngươi. Đạo sĩ mày rậm thản nhiên nói, cho nên... Vị tiểu thư này, giả thiết của ngươi không thành lập. Bần đạo thăm dò cũng không nguy hiểm đến tính mạng của các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn, chúng ta vừa đến Trung Nam Sơn, các ngươi đã biết, vậy ý của ngươi là, những gì trải qua sau đó đều do các ngươi sắp xếp, cũng là một phần nội dung thăm dò. Cũng không phải, đạo sĩ mày rậm lắc đầu, phủ nhận suy đoán của Ninh Nhụy Nhụy, chúng ta biết tất cả thân phận ẩn tiên đến Trung Nam Sơn. Nhưng chúng ta không can thiệp vào hành động của bọn họ, trừ phi bọn họ chạm đến ranh giới cuối cùng của Trùng Dương Cung, ví dụ như chuyện các vị xâm nhập vào linh mạch dưới lòng đất. Cũng không biết nên nói ranh giới cuối cùng của ngươi quá cao hay là quá thấp nữa. Thạch Thuần cảm thấy có chút buồn cười, có người ám toán chúng ta ở Trung Nam Sơn, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, các ngươi biết nhưng vẫn mặc kệ. Còn nữa, cha con Mạc Thị hại nhiều người ở Trung Nam Sơn như thế, hẳn các ngươi cũng biết. Nhưng các ngươi lại không quan tâm. Thế Trùng Dương Cung dùng để làm gì? Đạo sĩ mày rậm thản nhiên đáp,
Trùng Dương Cung chính là nơi tu hành, chúng ta là người ngoài, không được tùy tiện can thiệp chuyện thế tục. Nói trắng ra, việc này chẳng liên quan đến ta, ta phải treo cao giá của mình chứ. Thạch Thuần nhếch miệng khinh thường. Tiểu cô nương, ngươi có thể phàn nàn sao cũng được, nhưng sự thật lại không phải như ngươi đã nghĩ. Đạo sĩ mày rậm dường như bất lực giải thích, Trùng Dương Cung gánh vác trách nhiệm quan trọng hơn, cũng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Những chuyện này, so sánh với vận mệnh tương lai của nhân loại thật sự không đáng nhắc đến. Có ý gì chứ? Thạch Thuần không hiểu nhìn đạo sĩ mày rậm, người muốn nói Trùng Dương Cung các ngươi vẫn luôn bảo vệ trái đất, bảo vệ toàn nhân loại. Đạo sĩ mày rậm đáp, mặc dù không đúng cho lắm nhưng cũng không khác gì. Bần đạo cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ muốn mời hạ cư sĩ đi theo ta một chuyến. Đến lúc đó, mọi người sẽ tự động rõ ràng mọi chuyện. Ta chẳng rảnh quản mấy chuyện của các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, có thời gian, chỉ bằng ta về nhà ngủ thì hơn. Đạo sĩ mày rậm do dự một chút, tiếp tục nói, ở đó có cố nhân của hạ cư sĩ. Người này vẫn luôn chờ ngươi đến. Cố nhân, Hạ Thiên thuận miệng hỏi, ai vậy? Người đi thì sẽ biết. Đạo sĩ mày rậm vẫn giữ bí mật, người kia không cho chúng ta nói ra tên của ông ấy. Người đến đó thì ngươi sẽ biết. Thạch Thuần cảm thấy mục đích của đạo sĩ mày rậm không được trong sạch cho lắm, anh rể, ngươi đừng nghe ông ta. Ông ta ấp úng như thế, nhất định không có chuyện gì tốt. Nói không chừng đây còn là cái bẫy, hoàn toàn chẳng có cố nhân gì hết. Ông ta không nói dối đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói, nhưng ta thật sự không có hứng thú. Cố nhân muốn gặp ta, người đó sẽ tự đến đây. Đạo sĩ mày rậm lắc đầu, người đó không đi được. Nói một cách chính xác, ngay cả bần đạo cũng không vào được chỗ đó, chỉ có ngươi mới có cách đi vào. Thế cố nhân của anh rể làm sao mà vào? Thạch Thuần hoài nghi, ta thấy hình như ngươi đang che giấu điều gì đó, dụng ý khó dò. Những gì cần nói, bần đạo đã nói. Không hề che giấu. Đạo sĩ mày rậm bất đắc dĩ, thở dài nói, các ngươi không tin cũng không còn cách nào. Người kia nói chỉ có hạ cư sĩ mới cứu người đó ra được. Bằng không, ông ấy sẽ chết ở bên trong. Hạ Thiên không hề lo lắng, vậy thì cứ để ông ta chết già bên trong cũng tốt. Hạ cư sĩ, ngươi xác định. Đạo sĩ mày rậm mở to mắt, không dám tin nhìn Hạ Thiên, nếu chẳng may người kia là người thân nhất của ngươi thì sao? Ngươi làm vậy, chẳng lẽ ngươi thấy chết không cứu, ngươi không hối hận sao? Hạ Thiên nói, ta chưa từng hối hận, ngươi muốn ta hỗ trợ cứu người không phải là không thể được, nhưng ta nói thật, ta thật sự rất ghét đoán mò. Nếu người kia thật sự là cố nhân của ta, người đó nên biết rõ tính tình của ta, tuyệt đối sẽ không bày ra chướng ngại ngu ngốc đó. Quả là thế, đạo sĩ mày rậm thở dài thật sâu, rốt cuộc dỡ bỏ phòng bị, người kia nói một chút cũng không sai. Hạ cư sĩ làm người sảng khoái, chân thành, là bần đạo lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hạ Thiên nói nhảm thì ai mà chẳng nói được. Đạo sĩ mày rậm nói tiếp, vị cố nhân của hạ cư sĩ tên Trương Minh Đà. Ông ấy đang ở chỗ sâu nhất của cấm địa chờ ngươi. Ngươi nói ai? Hạ Thiên sửng sốt, các ngươi xác định không lầm chứ? Chắc chắn không sai, cho dù người đó có nói dối, y thuật cũng sẽ không gạt người. Đạo sĩ mày rậm thành thật nói. Hạ Thiên bất mãn, ta nói, không biết tại sao sau khi đại sư phụ xuống núi xong thì không còn tin tức nào nữa. Thì ra là bị các ngươi nhốt ở đây. Hạ cư sĩ hiểu lầm rồi. Đạo sĩ mày rậm thấy Hạ Thiên hiểu lầm, vội giải thích, 10 năm trước, ông ấy đến Trung Nam Sơn chúng ta, nói muốn chữa bệnh cho các trưởng giáo của chúng ta. Về sau, ông ấy và trưởng giáo của chúng ta tiến vào cấm địa linh mạch dưới lòng đất. Từ đó không còn thấy ra ngoài nữa. Ông ấy đang ở đâu, người mau dẫn ta đến đó. Hạ Thiên cũng không muốn nhiều lời với người này, về sau, người đừng làm mấy việc dư thừa nữa. Bằng không, rất có thể ngươi sẽ chết. Đạo sĩ mày rậm chẳng biết tại sao toàn thân lại đổ mồ hôi lạnh, tên nhóc này yêu nghiệt đến thế sao? Hắn có thể nhìn thấu tâm tư của ta. Không, không thể nào. Hắn chỉ thuận miệng nói như thế mà thôi, là tự mình dọa mình. Được rồi, hạ cư sĩ, mời ngươi đi theo ta. Đạo sĩ mày rậm ổn định lại tâm trạng, dẫn đám người Hạ Thiên đi xuống một mật đạo. Đi được hơn 10 phút, đạo sĩ mày rậm ngừng lại trước một bức tường huỳnh quang màu xanh lục. Đằng trước chính là nơi linh mạch dày đặc nhất,
cũng là cấm địa trong cấm địa của Trung Nam Sơn chúng ta. Đạo sĩ mày rậm nói với đám người Hạ Thiên, tu vi bần đạo còn thấp, không cách nào kháng trụ lại linh áp khổng lồ bên trong, cho nên thứ cho ta không thể vào. Hạ cư sĩ, các ngươi cứ tùy ý. Anh rể, chúng ta có thể vào không? Thạch Thuần lo lắng hỏi. Hạ Thiên khinh thường đáp, muốn vào thì vào thôi, cần chi phải hỏi chứ? Thạch Thuần cười một tiếng, ngươi không phải sợ ta và Nhụy Nhụy tỷ không chịu nổi linh áp bên trong sao? Nếu chẳng may xảy ra chuyện, cũng không phải chuyện tốt gì cho lắm. Có ta ở đây, các người có chuyện gì chứ? Hạ Thiên ngạo nghễ đáp. Niệm Tâm làm sao bây giờ? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hỏi một câu. Đạo sĩ mày rậm lên tiếng, tuổi nàng ấy quá nhỏ, bên trong không thật sự tốt cho sức khỏe của nàng ấy. Nói cho cùng, nàng ấy cũng là hạt giống nhất mạch Trung Nam Sơn ta. Bần đạo cũng được xem là sư bá của nàng ấy, cứ để bần đạo trông coi nàng ấy đi. Ninh Nhụy Nhụy quay sang nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Đạo sĩ mày rậm thật sự không đáng tin cậy. Hạ Thiên thuận miệng đáp, cô cứ hỏi ý của cô bé không được sao. Hai vị tỷ tỷ, mọi người yên tâm đi. Thật ra thẩm sư bá cũng rất tốt đối với ta, cũng có quen biết với cha ta và Khâu Gia Gia. Niệm Tâm mỉm cười đáp, mọi người không cần lo lắng cho ta. Nếu tiểu đạo cô Niệm Tâm đã nói như thế, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần mới yên tâm hơn một chút. Chúng ta vào đi, Hạ Thiên ôm lấy eo Thạch Thuần và Ninh Nhụy Nhụy, bước thẳng vào bức tường ngọc, sau đó từng chút một chui vào. Niệm Tâm, ngươi đi theo ta đến gặp cha ngươi đi. Đạo sĩ mày rậm nhìn thoáng qua Niệm Tâm vẫn còn đứng im tại chỗ, thuận tiện xử lý một chút chuyện của Trần Huyền Bằng, còn có Cao Kiếm Phong nữa. Tiểu đạo cô Niệm Tâm gật đầu, đi theo sau lưng đạo sĩ mày rậm chậm rãi rời đi. Chấm chấm. Ba người Hạ Thiên đi xuyên qua bức tường ngọc, tiến vào một nơi khá huyền diệu. Nơi này hẳn là nội bộ linh mạch dưới lòng đất, cho nên bất luận trên dưới đều là một màu xanh mơn mởn, nhìn rất mát mắt. Không gian bên trong bầy biện rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn, trên vách tường còn treo ba đan đỉnh rất lớn, bên trong đỉnh có bóng người mờ mờ ảo ảo. Bên dưới ba đại điện có hai người. Một người đang nằm trên giường, trên người cắm đầy ngân châm, dài ngắn mảnh thô có đủ cả. Người còn lại đứng bên cạnh giường, tập trung nghiên cứu ngân châm, hoàn toàn không để ý có người vào. Đại sư phụ, đúng là ngươi rồi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, sửng sốt hai giây, sau đó kêu lên một tiếng. Người đứng không có phản ứng gì đặc biệt, hơi xoay người lại liếc nhìn ba người Hạ Thiên một chút rồi quay đầu lại. Anh rể, người đó là đại sư phụ của ngươi sao? Tại sao lại, Thạch Thuần nhìn thấy mặt người kia, hơi do dự một chút, tóc và râu dài đến như thế, trông giống như người rừng. Ninh Nhụy Nhụy gõ cho Thạch Thuần một cái, muội đừng ăn nói lung tung, phải chú ý đến lễ phép. À, xin lỗi, ta không phải cố ý. Thạch Thuần cũng ý thức được mình không phải, lập tức cúi người xin lỗi người kia. Hạ Thiên, người qua đây nhìn đi. Người kia cũng không để ý đến Thạch Thuần mạo phạm, người cũng không động, chỉ lên tiếng, bộ châm pháp này của ta không sai, vì sao lại không có hiệu quả nhỉ? Hạ Thiên chỉ liếc qua, khinh thường nói, đại sư phụ, bộ châm pháp này của người quá rác rưởi, có hiệu quả mới là lạ. Ta bảo ngươi kiểm tra xem vì sao châm pháp của ta lại không hiệu quả, ngươi cần chi quan tâm châm pháp của ta rác rưởi hay không rác rưởi. Trương Minh Đà trừng mắt với Hạ Thiên, cho dù châm pháp có rác rưởi cũng không liên quan đến ngươi. Đây chính là châm pháp thượng cổ Thiên Thiêu Nguyệt. Hạ Thiên tiến lên hai bước, nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, là một người đàn ông khoảng 5-60 tuổi, mặt mũi hiền lành, hẳn là một tu tiên giả. Người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt. Khí tức đã đóng lại nhưng chưa chết, có thể là nhờ châm pháp của Trương Minh Đà kéo lại được sinh cơ. Này, đại sư phụ, không phải ngươi xuống núi tìm 100 tình nhân cũ của ngươi sao, tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên khó hiểu hỏi, chẳng lẽ người này là một trong những tình nhân cũ của ngươi? Cút, Trương Minh Đà trừng Hạ Thiên, ngươi đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa. Người này là trưởng giáo đương nhiệm Trùng Dương Cung Nhậm Đạo Phưởng Nhậm Chân Nhân. Ngươi nói chuyện cũng phải chú ý trường hợp một chút. Hạ Thiên khinh thường, tiếp tục trêu chọc này, đại sư phụ, vừa rồi ta có gặp một tình nhân cũ của ngươi bên ngoài. Nàng ta tìm ngươi cũng phải 20-30 năm rồi. Ngươi trốn ở đây cũng không nói cho nàng ta biết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Ngươi nói là Liễu Tích Hoa. Trương Minh Đà vô thức lắc đầu, hơi cảm thán, đầu óc người này không được bình thường. Ta và nàng ta không phải loại quan hệ đó. Ta chẳng muốn có bất kỳ liên quan gì đến nàng ta cả. Hạ Thiên mỉm cười, thế thì đáng tiếc quá. Thật ra người đó cũng rất tốt, rất xứng với ngươi. Ngươi làm sao biết xứng hay không xứng? Trương Minh Đà tức giận, đừng có kéo mấy thứ không liên quan vào, ngươi mau quay lại chuyện chính đi. Ngươi nhìn xem rốt cuộc châm pháp này có vấn đề chỗ nào, vì sao lại không có hiệu quả? Hạ Thiên tùy ý nhìn quét qua Nhậm Chân Nhân, nhìn tất cả ngân châm trên người ông, đại sư phụ, ta đã nói từ trước, bộ châm pháp này rác rưởi quá. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Minh Đà ngẩn người, không được rõ ràng cho lắm. Ta đã nói rõ như thế rồi mà người còn không hiểu. Hạ Thiên lắc đầu, đại sư phụ, sau khi ngươi xuống núi, y thuật của ngươi bắt đầu thụt lùi hay là năng lực phân tích giảm xuống? Trương Minh Đà bất mãn nói, ta thấy ngươi càng lúc càng không biết nói tiếng người rồi đấy. Được, ai bảo ngươi là đại sư phụ của ta chứ, để ta nói đơn giản hơn một chút. Hạ Thiên rút hết gần một nửa ngân châm trên người Nhậm Chân Nhân vứt sang một bên, bộ châm pháp này già quá rồi, cho nên hình thức phức tạp, hành khí theo phương pháp cổ xưa, rất nhiều châm vị đều cổ lộng huyền hư, không theo kịp thời đại. Cái gì? Trương Minh Đà đang định phản bác, đột nhiên phát hiện Nhậm Chân Nhân đang sống đời sống thực vật lại khôi phục hô hấp, không khỏi ngạc nhiên, tên nhóc ngươi được đấy. Hạ Thiên bật cười, ta đương nhiên là được rồi, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ mà. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta đâu. Tốt, tốt, tốt. Trương Minh Đà thấy Nhậm Chân Nhân đã khôi phục lại hô hấp, lại đâm cho ông thêm hai châm duy trì trạng thái, sau đó liếc mắt ra hiệu với Hạ Thiên, quay người ngồi xuống trước bàn, ngươi qua đây đi, chúng ta trò chuyện. Ông cũng nói với Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần, hai cô bé kia, các ngươi cũng đừng quá câu nệ, đều là người một nhà. Các ngươi qua đây ngồi luôn đi. Bốn người vây quanh một cái bàn. Nơi này không có nước trà hay bánh ngọt, đón tiếp hai người không được chu toàn. Trương Minh Đà nhìn gian phòng nhỏ, hơi xấu hổ giải thích. Ninh Nhụy Nhụy vội vàng khoát tay, không sao đâu ạ, là chúng ta mạo muội quấy rầy người. Người chính là đại sư phụ của anh rể, quỷ y Trương Minh Đà trong truyền thuyết. Thạch Thuần hơi hiếu kỳ đánh giá Trương Minh Đà, phát hiện mặc dù người này để tóc và râu ria rậm rạp nhưng diện mạo đoan chính, khi còn trẻ hẳn cũng là một soái ca. Ít nhất còn đẹp trai hơn so với người luôn tự nhận là thiên hạ đệ nhất soái ca kia. Trương Minh Đà vuốt râu, mỉm cười gật đầu, không sai, ta chính là Trương Minh Đà, là đại sư phụ của Hạ Thiên. Không biết hai người là vợ thứ mấy của đồ đệ ta? Ta không phải, Ninh Nhụy Nhụy không nghĩ đến Trương Minh Đà lại hỏi thẳng như thế, mặt không khỏi đỏ lên, vô thức giải thích một câu, sau đó lại không biết nên nói cái gì. Ngươi không cần thẹn. Cũng không cần phủ nhận gấp như thế. Trương Minh Đà nhếch miệng cười một tiếng, vỗ tay nói, ta là sư phụ, còn không rõ bản tính của tên đồ đệ này của ta sao. Chẳng những háo sắc vô độ, yêu cầu còn rất cao. Nó đã mang ngươi đi theo, ngươi nhất định sẽ trốn không thoát. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời im lặng. Thạch Thuần dứt khoát hơn, Trương bá bá, ta tên Thạch Thuần, là vợ tương lai mà anh rể đã dự định, nhưng bây giờ ta vẫn còn tự do. Tư chất của ngươi cũng rất tốt, nhưng khi còn nhỏ, hẳn ngươi đã từng bị bệnh nặng. Ánh mắt Trương Minh Đà sáng lên, cười ha hả, nhưng không sao, đồ đệ của ta chắc chắn đã giúp ngươi chữa khỏi căn bệnh này. Tu vi của ngươi bây giờ không thấp, nó đã rất yêu thương ngươi đấy. Hi hi, Thạch Thuần mỉm cười, nói với Trương Minh Đà, Trương bá bá, y thuật của bá bá đúng là lợi hại. Ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Trương Minh Đà hơi kiêu ngạo, nói nhảm, y thuật của tên nhóc đó vẫn là do ta dạy, nếu nó không có mấy phần chân truyền của ta, làm sao có thể lấy được cái danh thần y. Này, đại sư phụ, người có cần khoa trương đến thế không? 6 tuổi, y thuật của ta đã vượt qua ngươi, về sau ta vẫn luôn tự học nghịch thiên bát châm đấy. Trương Minh Đà đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt, người còn biết nhắc đến nghịch thiên bát châm. Ngươi nên học xong châm thứ 8 đi, nếu không. Mấy nàng dâu của ta không về được đâu. Hạ Thiên cảm thấy lạ, đại sư phụ, người biết việc này. Ta không thể biết sao? Trương Minh Đà hỏi ngược lại. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, vừa nãy, cái tên đạo trưởng mày rậm ngu ngốc nói 10 năm trước ngươi đã bị giam trong này,
tại sao ngươi lại biết ở đây? Ngươi nghe cho kỹ, Trương Minh Đà nghiêm túc giải thích, đầu tiên, ta không phải bị giam ở đây, mà chủ động tiến vào đây. Tiếp theo, ta ở đây nhưng cũng có thể biết được chuyện thiên hạ. Cuối cùng, thiếp mời đại hội ẩn tiên của ngươi là ta nhờ Trùng Dương cung gửi. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, không khỏi sững sờ, vậy thư mời của ta cũng là do lão tiên sinh ngài phát sao? Đừng gọi ta là lão tiên sinh, ta còn chưa già. Trương Minh Đà khoát tay, người giống tên nhóc này đi, gọi ta là đại sư phụ, hoặc giống như tiểu cô nương này, gọi ta là bá bá, hoặc ngươi muốn gọi thế nào thì gọi, nhưng đừng gọi già như thế. Vâng, vậy ta sẽ gọi là bá phụ. Ninh Nhụy Nhụy đáp, thế còn chuyện thư mời thì sao ạ? Trương Minh Đà cười đáp, thư mời của Hạ Thiên là ta bảo phát, còn của ngươi thì ta không biết. Nhưng hơn phân nửa là do người quen của ngươi phát. Nhưng người quen của ta lại không có ai là người tu hành, cũng không có bất kỳ liên quan gì đến Trung Nam Sơn cả. Ninh Nhụy Nhụy thật sự không hiểu. Tiểu muội chân dài, thật ra mấy chuyện này không cần cô suy nghĩ đâu. Hạ Thiên mỉm cười, đến lúc đó, người này sẽ xuất hiện, cô cứ yên tâm mà chờ. Ninh Nhụy Nhụy thầm nghĩ cũng đúng. Được rồi, Hạ Thiên, tiếp theo ta muốn nói một số chuyện chính. Ngươi tốt nhất nên thành thật lắng nghe, đừng cho là ta đang đùa giỡn với ngươi. Biểu hiện Trương Minh Đà nghiêm lại, chăm chú nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chuyện gì thì ngươi cứ nói, không cần thiết phải tỏ thái độ như thế. Con người ta như thế nào, ngươi còn không rõ sao? Can hệ trọng đại, ta không thể không coi trọng. Ánh mắt Trương Minh Đà hiện lên sự do dự, 10 năm trước, ta đã muốn gọi ngươi đến đây, nhưng trong lòng ta lại do dự. Cảm thấy không nên để ngươi dính dáng vào. Trải qua 10 năm cân nhắc, ta nghĩ rằng trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể giải được nan đề đó. Hạ Thiên hơi bất mãn, đại sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì thế, ngươi cứ nói thẳng đi, giữa chúng ta cần chi phải ướm lời như thế. Việc này nói ra rất dài dòng, nhất thời ta không biết bắt đầu từ chỗ nào. Trương Minh Đà gật đầu, sau đó rơi vào im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngươi cũng biết, một sự kiện lớn đã xảy ra ở Trung Nam Sơn khoảng 120 năm trước. Ta đương nhiên có nghe qua cái gọi là đại kiếp tu tiên giới, hơn nữa còn nghe rất nhiều lần. Hạ Thiên nhếch miệng, ban đầu, ta nghe được từ nha đầu thiếp thân của mình là Cố Hàm Sương, ta cũng tin lời cô ấy nói. Đại sư phụ, ngươi không định nói ra một phiên bản mới nào khác nữa chứ? Cái gọi là đại kiếp tu tiên giới, nói trắng ra là một đám tu tiên giả nội đấu. Không có gì đáng nói. Trương Minh Đà không có ý định nhắc lại cố sự Trường Thiên kia, thuận miệng vào đề vài câu, sau đó đi thẳng vào chính đề, mục đích của một số người bên trong chính là linh mạch dưới lòng đất Trung Nam Sơn. Bọn họ đã phát sinh một trận đại chiến với người của cung Trung Dương dưới lòng đất, kết quả linh mạch bị vỡ tan, Trung Dương cung cũng vì thế mà không rảnh bận tâm đến đại kiếp đó. Nếu linh mạch dưới lòng đất vỡ tan thì như thế nào? Gương mặt Thạch Thuần hiện lên sự tò mò, vô thức nói một câu. Trương Minh Đà thở dài, chậm rãi nói tiếp, linh mạch dưới lòng đất, theo phong thủy học, nó được gọi là long mạch, là căn cơ vạn vật sông núi một phương, là nơi linh khí dồi dào. Những nơi như thế, cây cỏ sẽ mọc tươi tốt, địa linh nhân kiệt. Một khi linh mạch bị vỡ tan, linh khí sẽ bị tiết ra ngoài, chẳng những nguy hiểm cho sự an toàn của nhân loại. Thời gian lâu dài sẽ khiến cho thổ địa nơi đó đánh mất sinh cơ, trở thành một nơi chết. Nói như vậy, Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần lập tức hiểu ra ngay. Thế sau đó thì sao? Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp. Trùng Dương Cung là đạo quán Trung Nam Sơn, tất nhiên phải có chức trách bảo vệ linh mạch. Trương Minh Đà ngừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, thời điểm đó, Trần Trưởng Giáo đã xả thân ngăn chặn cửa hang linh mạch, cũng là người trong đan đỉnh đầu tiên mà các ngươi đã thấy. Ninh Nhụy Nhụy và Thạch Thuần quay đầu nhìn thoáng qua đan đỉnh đầu tiên trong linh mạch. Bên trong có một ông cụ râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng. Trương Minh Đà chỉ hai đan đỉnh khác, về sau, hai vị Tần chân nhân và Lữ chân nhân Trùng Dương Cung đã lựa chọn xả thân ngăn chặn khe nứt của linh mạch trong ngày kim đan kết thành, mục đích là để bảo vệ linh mạch. Nếu không, cả người lẫn vật trong phạm vi mấy ngàn dặm sẽ khó thoát khỏi vận mệnh khô vong. Lúc này, Hạ Thiên chen vào, bọn họ ngu quá, chỉ là linh mạch thôi mà, một khi vỡ tan, ngăn cản mù quáng cũng không giải quyết được vấn đề. Ai mà không biết điều này,
chắc chắn đây chính là kế hoạch đã được thương lượng. Trương Minh Đà nghe Hạ Thiên nói, không khỏi lườm hắn một cái, tức giận nói, linh mạch cắm rễ mấy ngàn dặm, không người nào có được năng lực có thể khơi thông liên kết nó một lần nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Thiên thản nhiên nói, ta có thể. Nếu là ngươi trước kia, có lẽ còn có thể. Trương Minh Đà khinh thường nhìn Hạ Thiên, bây giờ công lực của ngươi còn lại được mấy thành. Nếu miễn cưỡng thực hiện, thật sự có chút nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân ta do dự. Thạch Thuần hiếu kỳ hỏi, vậy vì sao khi công lực của anh rể ta cường thịnh nhất, bá bá lại không tìm hắn chứ? Trương Minh Đà không tự chủ được gõ ngón tay, sau đó thở dài không lên tiếng. Là do lòng tự trọng, sợ quấy rầy chứ sao? Hạ Thiên trêu chọc, chẳng những đại sư phụ không chịu mình già, lại còn không phục, vẫn muốn chứng minh y thuật của mình đứng đầu thế giới như cũ. Trương Minh Đà nói, nghịch thiên bát châm của ngươi quá biến thái, ta có thể thừa nhận ta không bằng ngươi nhưng ta tuyệt không thừa nhận trên thế giới này có căn bệnh khiến Trương Minh Đà ta thúc thủ vô sách. Thân là quỷ y danh chấn thiên hạ, Trương Minh Đà đích thật có tư cách nói ra những lời này, cũng xứng có được bá khí tự tin đó. Trên thực tế, nếu yêu nghiệt Hạ Thiên không xuất hiện, ông xứng đáng được xưng là đệ nhất thần y trên thế giới. Thạch Thuần nhìn ba người trong đỉnh và ông cụ gầy gò nằm trên giường, hơi nghi hoặc, nhưng có phải bọn họ có bệnh hay không? Hay chỉ vì ngăn chặn linh mạch vỡ tan mà biến thành như thế? Không, bọn họ có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Hạ Thiên nhếch miệng, quả quyết phủ nhận Thạch Thuần, cũng chính vì bọn họ có bệnh, cho nên bọn họ không thể nào ngăn chặn được khe nứt linh mạch. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên, người nói như vậy là sao? Đám người Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, ông cụ gầy gò nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Thiên. Nhậm chân nhân, người tỉnh rồi sao? Trương Minh Đà nhìn thấy ông cụ gầy gò đã tỉnh, vui mừng nói, quá tốt rồi, cuối cùng cũng không uổng phí tâm cơ của ta. Ông cụ gầy gò khẽ gật đầu với Trương Minh Đà, mấy năm qua vất vả cho Trương lão đệ rồi. Ban đầu, việc này không liên quan gì đến ngươi, là ta làm hại ngươi không thể không bị nhốt ở đây hơn 10 năm. Vất vả thì chưa nói đến, từ trước đến nay ta không quan tâm điều này. Trương Minh Đà khoát tay, cái mà ta sợ chính là nghiên cứu 10 năm lại không có chút thu hoạch gì, phụ lòng mong đợi của các vị chân nhân. Ông cụ gầy gò chỉnh trọng thi lễ với Trương Minh Đà một cái, tóm lại, ta vẫn phải đa tạ. Đại ân của ngươi đối với Trùng Dương Cung, bần đạo suốt đời khó quên. Ngươi nói quá lời rồi. Trương Minh Đà lách sang một bên, không nhận thi lễ, Nhậm chân nhân đừng nên khách sáo, tất cả mọi chuyện chờ giải quyết triệt để rồi nói sau. Ông cụ gầy gò quay sang nhìn Hạ Thiên, vị tiểu cư sĩ này, ngươi là đồ đệ của Minh Đà lão đệ Hạ Thiên phải không? Bần đạo Nhậm đạo phượng hữu lễ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tự giới thiệu mình, vâng, ta là Hạ Thiên, hạ của Xuân Hạ Thu Đông, thiên của đệ nhất thiên hạ. Nói xong, hắn chỉ vào Trương Minh Đà, ông ấy là đại sư phụ của ta. Trước kia, ta thường xuyên nghe ông ấy nhắc đến ngươi, đa phần là khen ngợi, đã sớm nghe tiếng từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lời nói của ông cụ gầy gò thật khiến người ta sảng khoái. Vừa rồi cũng nhờ ngươi điều chỉnh châm pháp mới giúp bần đạo tỉnh lại, ta thật sự cảm kích vô cùng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi không cần cảm kích, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn đại sư phụ của ta được rồi. Ta chỉ tiện tay chỉnh lại sai lầm của bộ châm pháp đó mà thôi. Hai vị đều là đại ân nhân của bần đạo, còn có Trùng Dương Cung. Ông cụ gầy gò nói nhẹ một câu, bỗng oán thán, chỉ tiếc là, bần đạo cũng không biết Trùng Dương Cung có thể chèo chống được bao lâu. Nếu linh mạch hoàn toàn vỡ nát, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm sẽ trở thành tử địa. Nói đến đây, ông cụ quay sang nói với Hạ Thiên, ta nghe Hạ cư sĩ nói, trên người bần đạo có bệnh, hơn nữa chúng ta không thể ngăn được linh mạch vỡ nát cũng là vì căn bệnh này, không biết ngươi có thể giải thích cặn kẽ hơn không? Trương Minh Đà cũng có sự nghi hoặc về vấn đề này. Ông nói với Hạ Thiên, ta cũng không phát hiện được ổ bệnh nào trên người Nhậm chân nhân, hơn nữa bọn họ đều là tu tiên giả. Cũng đã trải qua giai đoạn tẩy tủy phạt cốt, những chứng bệnh thông thường về cơ bản sẽ tự khỏi mà không cần phải điều trị. Ngươi xác định không nhìn lầm chứ? Tu tiên giả cũng không phải thần tiên, đương nhiên cũng sẽ có bệnh, hơn nữa còn là bệnh đặc biệt của tu tiên giả. Hạ Thiên hờ hững đáp, tất cả tu tiên giả đều đang hấp thu thổ nạp linh khí trên trái đất khá mỏng manh, lại còn hỗn tạp.
Nếu công pháp không đủ cao cấp hoặc trong quá trình tu hành xảy ra sai sót, rất dễ dẫn đến tu tiên giả mắc bệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.